may mắn là đảo chủ Hắc Phong có thực lực cường đại, tu vi đã đạt đến chân tiên hậu kỳ, khách khanh thủ hạ môn nhân đông đảo đủ để chấn nhiếp nên mới bảo vệ được đảo Hắc Phong được yên ổn. Các thế lực khắp nơi xung quanh cũng có trình độ nhất định nên duy trì hải vực Hắc Phong đến bây giờ tương đối bình yên. Hàn Lập nghĩ đến những chuyện này liền lắc đầu, cuộc tranh đấu này không liên quan gì đến hắn, chỉ cần tìm được Lục Vô Tình, hắn sẽ lập tức rời khỏi hải vực Hắc Phong này. Lúc này. Những người khác có lẽ đối với động tính của Lục Vũ Tình cũng đều không có manh mối nào, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ thấy có chút ít manh mối. Nghĩ tới đây, miệng hắn lộ nét tươi cười, mắt nhìn vào bên trong đại điện truyền tống trận. Trong đại điện lúc này trống rỗng, trừ mấy tu sĩ điều khiển ở bên cạnh mỗi cái truyền tống trận, còn không có khách nhân nào cả. Ánh mắt Hàn Lập nhìn đến một cái truyền tống trận, rồi cất bước đi tới. Truyền tống trận này được đề cập bên trong tài liệu, chính là cái mà Lục Vũ Tình dùng để rời khỏi đảo đến một địa phương có tên ngưng tụy đảo. Những người khác cũng có cùng suy nghĩ, sau khi dừng lại một lát thì đều đi tới chỗ đó. Chư vị tiền bối muốn dùng truyền tống trận phải không? Lão giả tóc xám đứng bên cạnh truyền tống trận thấy đám người hàn lập đi tới, khẽ giật mình, rồi cung kính hỏi. Nói nhảm, tới đây không muốn truyền tống thì muốn gì, còn không nhanh lên, lão tử đang có việc gấp. Sát đại hừ lạnh một tiếng, lấy ra hắc phong lệnh dơ lên, rồi cất bước vào trận pháp. Những người khác cũng vội vã lấy ra hắc phong lệnh, rồi đứng vào trận pháp. Vâng, vâng, lão giả tóc xám thấy hắc phong lệnh trong tay mọi người, liền không dám chậm trễ, vội vàng phất tay đánh ra pháp quyết. Trận pháp ông ông khởi động, hiện ra hào quang trắng trói mắt, khẽ quấn lấy thân hình đám người Hàn Lập biến mất, vô ảnh vô tung. chương 145, truy tìm dấu vết, Hàn Lập mới vừa cảm thấy trước mắt bị hào quang màu trắng lóa mắt bao phủ, thì thoáng một cái đã xuất hiện trong một tòa thạch điện màu xanh, dưới chân là truyền tống trận. Siêu siêu siêu, Đám người vừa ra khỏi truyền tống trận, lập tức đã có mấy người hóa thành độn quang bay ra đại điện, phóng nhanh đi xa, trong đó bao gồm cả nhóm ba tên đại hán khôi ngô. Nhiệm vụ này nói cho cùng chỉ có một người có thể hoàn thành nên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Hàn Lập cùng mấy người còn lại nhìn nhau vài lần, rồi im lặng đi ra đại điện. Ngoài điện là một bãi đất, đưa mắt nhìn bốn phía có thể lờ mờ thấy phía dưới là những con đường tỏa đi khắp nơi, người người bé như hạt vừng đang đi lại. Nơi này hiển nhiên là một tòa thành trì. Mặc dù nhìn cũng phải là nhỏ, cũng có chút phồn hoa nhưng so với thành Hắc Phong thì không đáng là gì. Nhìn dáng vẻ Liễu huynh hình như đã có kế hoạch rồi. Không lẽ huynh đã có đầu mối? Quản Vĩnh đi tới, cười ha ha hỏi, "Khổ nỗi Liễu mỗ ngay cả việc vị Lục tiểu thư kia có thể sẽ đi địa phương nào cũng còn chưa có đầu mối gì. Hay quản huynh đã nghĩ ra manh mối gì?" Hàn Lập cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại, "Ta cũng không có đầu mối, xem ra chỉ có thể từ từ tìm kiếm thôi." Quản Vĩnh thở dài, nói ra hai người hàn huyên hai ba câu rồi chia tay những người khác sớm đã ai đi đường nấy rồi hàn lập lật tay lấy ra một khối ngọc giản chứa bản đồ chi tiết hải vực hắc phong thả thần thức vào trong đó thăm dò rất nhanh xác định vị trị của đảo ngưng tụy này quả nhiên là thế trong mắt của hắn hiện lên vẻ như đã nghĩ tới điều gì rồi hóa thành một đạo thanh quang mau chóng bay ra khỏi đảo ngưng tụy tại hải vực phụ cận bay lòng vòng một lúc sau khi biết rõ là không có người theo dõi thì tay hắn bấm niệm pháp quyết xoẹt một tiếng trên người hắn hiện ra vô số hồ quang điện màu bạc phía dưới lập tức lóe lên hóa thành một trận pháp lôi điện hình tròn đường kính vài chục trường có vô số phù văn màu bạc ở bên trong lấp lóe lên hồi rồi một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến trận pháp màu bạc biến mất không còn tâm tích chỉ có mấy đạo hồ quang điện màu bạc còn sót lại trên không trung chấp động rồi cũng tiêu tán đi rất nhanh mấy ngày sau ở một nơi nào đó của hải vực hắc phong lóe lên điện quang một trận pháp màu bạc nổi lên giữa hư không rồi lập tức tiêu tán lộ ra thân ảnh hàn lập, sắc mặt mang theo mấy phần mỏi mệt. Hắn nhìn khắp xung quanh một lượt, chỉ thấy ở một chỗ rất xa trên đường chân trời mơ hồ có một điểm đen, dường như là một hòn đảo. Cuối cùng đã đến, miệng hắn tự lầm nhầm một câu, rồi hắn không tiếp tục sử dụng lôi truyền tống trận nữa, mà hóa thành một đạo độn quang màu xanh, bay đến hòn đảo. Với độn tốc hiện tại của hắn thì rất nhanh đã đến gần hòn đảo. Hòn đảo trước mắt này quả thực là quỷ dị, cả mặt đất, cây cối cùng thảm thực vật cơ hồ đều một màu đỏ không ngờ đây đúng là nơi trước đây khi hắn chấp hành nhiệm vụ của vô thường minh đã tới qua một lần đảo hồng nguyệt trong phạm vi thế lực của đảo hắc phong đến đảo ngưng tụy thì nơi có khoảng cách gần nhất chính là đảo hồng nguyệt cộng với cái mặt nạ của lục mặc những đầu mối này hết thảy đều chỉ về một hướng đó là lục mặc có khả năng vô cùng lớn chính là giao thập lục lục phú tình rất có thể sau một phen tìm kiếm đã tra ra được những đầu mối này nên tìm tới đảo hồng nguyệt mặc dù những điều trên cũng chỉ là hàn lập suy đoán nhưng hiện tại hắn cũng chẳng có manh mối cùng mục tiêu nào khác hàn lập nhìn đảo hồng nguyệt phía trước nhíu mày diện tích của đảo hồng nguyệt này quá lớn với thần thức cường đại của hắn mà muốn dò xét toàn bộ một lượt cũng không biết phải tốn thời gian bao lâu suy nghĩ một chút rồi thân hình hắn đột nhiên hóa thành một đảo thanh hồng bay đến thành hồng nguyệt ở khôn châu nơi giao thập lục vẫn lạc đồng thời hắn dốc hết toàn lực khuếch tán thần thức cảm ứng tình huống xung quanh nếu không cách nào dò xét toàn bộ thì cũng chỉ có thể dò xét địa phương có khả năng lớn nhất mà thôi. Bây giờ với Tu Vi đã khôi phục cùng toàn lực phi đột, vừa mới qua nửa ngày, hắn đã bay được gần nửa đường, nhưng dọc đường cũng không dò xét được mảy may vết tích nào. Ồ, giống như chợt phát hiện ra cái gì, thân hình hắn dừng lại, hạ xuống phía dưới. Tại một chỗ trong rừng rậm phía dưới, trên mặt đất có một vết chém rất dài, chừng mấy trăm trượng. Bùn đất phẳng phất như đã trải qua một trận lửa lớn đốt cháy, hiện ra màu đen nhánh, dấu vết chiến đấu này còn rất mới hẳn là sự việc diễn ra cách đây không lâu mắt hàn lập sáng lên thì thảo nói trong bùn đất đen kịt mơ hồ còn có một chút tia ấm áp còn chưa hoàn toàn tiêu tán nhìn vết tích này thì xem ra người xuất thủ tối thiểu cũng có tu vi đại thừa hàn lập không lưu lại ở đây lâu thân hình thoát một cái đằng không tiếp tục lao vùn vụt về phía trước sau khi tận lực lưu ý phía dưới quả nhiên sau đó phát hiện trên đường có không ít vết tích chiến đấu tương tự sau gần nửa canh giờ hàn lập đứng ở một chỗ trên thảo nguyên mặt đất phía trước cháy đen một mảnh hiện ra vô số hố to sâu chừng mấy trăm trượng hiển nhiên là nơi này cách đây không lâu đã trải qua một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt hàn lập khuếch tán thần thức tiếp đó một tay đưa ra hất lên một cái một chỗ trong hố bùn đất lớn phía trước khẽ động một tấm vải màu đen bay ra rơi vào trong tay hắn ánh mắt hàn lập nhìn vào tấm vải trong đầu không khỏi hiện ra trang phục màu đen của những tên hộ vệ trên đảo hắc phong vật liệu cùng tấm vải này giống nhau y hệt vừa nghĩ đến đây thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng lóe lên rồi biến mất phía chân trời bất quá sau hai ba nhịp hô hấp phía trên hố to lại lóe lên điện mang màu bạc hắn đã lại bay trở về ở phía trước hắn cũng không phát hiện thêm được vết tích chiến đấu nào mặc dù không biết kẻ địch của lục vũ tình là ai nhưng hiển nhiên nàng cùng đồng bạn bên cạnh đã bị kẻ địch đánh bại hoàn toàn chỉ là không biết hiện tại nàng sống hay chết mà thôi Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, hai mắt đột nhiên phóng lam quang rực rỡ, đồng thời hắc quang ở mi tâm lóe lên, hiện ra phá diệt pháp mục. Ba đạo hào quang gồm hai lam một đen lập tức hội tụ trước người, ngưng tụ thành một mắt sọc khổng lồ, có màu hắc lam đan sen, tỏa ra lớp lớp quang mang hắc lam, khuếch tán ra xung quanh. Trong hư không xung quanh, thiên địa linh khí hiện ra vô cùng rõ ràng, phảng phất có vô số điểm sáng bay ra, hình thành từng đạo quỹ tích tia sáng, trông vô cùng hỗn loạn. Tuy nhiên, trong vùng hỗn loạn của những điểm sáng này, hắn lại thấy có một chút quang mang màu đỏ lưu lại, mơ hồ phiêu đáng theo một phương hướng nào đó. Trong lòng của hắn khẽ động, không nói hai lời, phóng đi theo phương hướng đó, độn tốc tăng lên tới cực hạn, mơ hồ một cái đã biến mất ở nơi chân trời xa. Sau khi bay đi không bao xa, Hàn Lập đột nhiên nhíu mày lại, ngừng độn quang, rồi bay theo một phương hướng khác. Tại chỗ đó, kẻ lưu lại khí tức đã thay đổi phương hướng. Sau mấy lần liên tiếp thay đổi phương hướng, khi thức lưu lại đó mới không thay đổi nữa bắt đầu bay thẳng theo một hướng hàn lập thấy vậy từ trong cơ truyền ra một tiếng xét đùng đoàng bên ngoài thân hiện ra từng đạo hồ quang điện màu bạc sau một tiếng sấm rền vang thân ảnh của hắn liền từ từ biến mất vô tung sau một khắc hắn liền xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm rồi điện mang lại lóe lên lần nữa biến mất mỗi lần dùng lôi độn thuật hắn không dám truyền tống quá xa sợ đối phương lại thay đổi phương hướng tuy nhiên dù có như vậy hắn vẫn dùng tốc độ không thể tưởng tượng mau chóng đuổi theo phía trước. Khí tức lưu lại phía trước càng lúc càng rõ, khoảng cách giữa hai bên cũng đang rút ngắn nhanh chóng. Trên không trung một chỗ hải vực phụ cận đảo Hồng Nguyệt, một đảo Hồng Quang trói mắt với tốc độ cực nhanh lao nhanh về phía trước. Trong Hồng Quang bao khỏa một chiếc phi thuyền màu đỏ lửa. Trên phi thuyền có ba thân ảnh đang đứng, một nam tử trung niên mặt vuông, một lão giả dâu hoa dâm, đều mặc áo khoác lông màu xanh, trên ống tay áo theo đồ án một đôi thanh vũ đứng cạnh hai người là một thiếu nữ áo trắng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp đang bị một sợi xiềng xích ánh hồng chói toàn thân, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Tốc độ tăng nhanh thêm một chút, lão giả mặc vũ bào thỉnh thoảng nhìn xung quanh, lông mày hoa dâm nhíu chặt, thúc giục. Kỳ huynh! Đây đã là tốc độ cao nhất của phi thuyền Long Vũ rồi. Nếu cưỡng ép tăng tốc sẽ làm tổn thương tới linh tính của phi thuyền. Mà chúng ta đã xử lý hết bọn người đảo Hắc Phong, cũng lượn quanh rất nhiều đường rồi, chẳng lẽ còn có người có thể đuổi tới hay sao? Nam tử mặt vuông có chút xem thường nói, chưa trở về đảo Thanh Vũ thì không thể chủ quan, tiếp tục tăng tốc, phi thuyền mà bị tổn thương thì để ta thay ngươi xử lý. Lão giả mặc vũ bảo trầm giọng nói, được, nam tử mặt vuông nhún vai một cái, rồi tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Xung quanh phi thuyền đột nhiên hiện ra vô số phù văn màu đỏ, lăn tăn như gợn sóng. Tốc độ phi thuyền màu đỏ đột nhiên nhanh hơn khoảng 3 phần 10, như điện chớp bay về phía trước. Hết thảy mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng mơ hồ. Lão giả mặc vũ bảo thấy vậy thì sắc mặt mới khẽ giãn ra, lật tay lấy ra một cái trận bàn, đang định bấm niệm pháp quyết khởi động. Vào thời khắc này, sắc mặt y bỗng nhiên biến đổi, quay người nhìn lại phía sau lưng. Kỳ huynh, thế nào? Nam tử mặt vuông có chút nghi ngờ hỏi. Không tốt, có người đuổi tới. Sắc mặt lão giả mặc vũ bảo trở nên âm trầm, quát khẽ. Nam tử mặt vuông lập tức quay đầu nhìn về sau lưng, lập tức cũng biến sắc. Chỉ thấy tại một chỗ rất xa sau lưng, mơ hồ hiện ra một chút điện quang màu bạc, chớp động không thôi. Nhưng đạo điện quang này mỗi lần chớp động thì lôi quang màu bạc liền tăng lớn mấy phần, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Độn tốc thật nhanh, con người lão giả mặc vũ bào co rụt lại, thiếu nữ áo trắng thấy tình hình này, trong đôi mắt đẹp lại hiện ra một tia mừng rỡ. Đáng chết, nam tử mặt vuông cắn răng một cái, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đoàn huyết quang dung nhập vào phi thuyền, tay bấm niệm pháp quyết. Phốc, phi thuyền đột nhiên phun ra những ngọn lửa màu huyết hồng. Toàn bộ thân thuyền phảng phất như bị thiêu đốt, tốc độ một lần nữa lập tức tăng nhanh lên gấp đôi, hóa thành một huyễn ảnh màu đỏ bắn về phía trước. Mặc dù phi thuyền tăng tốc, nhưng so với điện quang màu bạc phía sau hiển nhiên còn chậm hơn một chút. Khoảng cách hai bên từ từ rút ngắn lại, sau một lát, khoảng cách chỉ còn mấy chục dặm, lão giả mặc vũ bảo sầm mặt lại, thanh quang lấp lóe trên thân, đang định hành động. Đúng lúc này, lôi điện màu bạc phía sau bỗng nhiên sáng lên, bộc phát ra lôi quang vô cùng lóa mắt, rồi biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, trên đỉnh đầu hai người vang lên một tiếng sét đùng đoàng hiện ra một tia lôi quang màu bạc. Lại một tiếng nổ vang trời, một đạo hồ quang điện màu bạc to cỡ thùng nước bỗng nhiên hiện ra, từ trên trời mạnh mẽ bổ xuống phi thuyền. chương 146, hai tu sĩ đảo Thanh Vũ. Lão giả mặc vũ bảo dùng mình, giơ một tay lên bắn ra một tia hào quang đen kịt, là một lá cờ nhỏ màu đen. Cờ nhỏ phần phật, tỏa ra hào quang màu đen vô cùng chói mắt. Trong khoảnh khắc lẫn trong hắc quang hiện ra một cái đầu lâu ác quỷ mặt xanh nanh vàng, há cái miệng lớn nấp luồng điện quang màu bạc đang lao tới. Bề mặt điện quang màu bạc đột nhiên hiện ra một tầng phù văn màu bạc, tốc độ đột nhiên tăng vọt, lóe lên, rồi chui vào trong miệng ác quỷ màu đen. Lão giả mặc vũ bảo gặp tình hình này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc. Y không kịp phản ứng, một tiếng vang rất lớn truyền đến, đầu lâu ác quỷ mãnh liệt nổ tung, hóa thành khí đen đầy trời đạo điện quang màu bạc đã co lại thành rất nhỏ bay ra từ trong khí đen tiếp tục phóng điện rồi hung hăng đánh vào mũi phi thuyền đỏ thẫm âm một tiếng phi thuyền màu đỏ nổ tung vào lúc này lão giả mặc vũ bào cùng đại hán đã mang theo lục vũ tình chạy trốn khỏi phi thuyền xuất hiện ở trong hư không ngoài mấy trăm trượng trong không trung lôi quang màu bạc lập lòe vài cái rồi tiêu tán hiện ra thân ảnh hàn lập ánh mắt hắn liếc qua lão giả mặc vũ bào rồi cuối cùng nhìn vào lục vũ tình đang bị xiềng xích hồng quang trói quanh thân thấy nàng chẳng qua là bị chế ngự, còn tính mạng cũng không đáng lo nên trong nội tâm hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Các hạ là ai, dám can đảm nhúng tay vào việc của đảo Thanh Vũ, lá gan cũng không phải nhỏ. Sắc mặt lão giả mặc vũ bào hơi trắng, nhìn Hàn Lập từ đầu xuống chân, trầm giọng quát. Đảo Thanh Vũ, lông mày Hàn Lập cao lại, ánh mắt nhìn vào đồ án trên ống tay áo của lão giả mặc vũ bào. Đảo Thanh Vũ tại hải vực Hắc Phong có tiếng tăm lừng lẫy, trừ đảo Hắc Phong ra thì là một trong mấy hòn đảo có thế lực lớn nhất uy danh đảo chủ thanh vũ chân nhân cũng không hề thua kém đảo chủ hắc phong không biết bao nhiêu vạn năm trước tu vi đã đạt đến chân tiên trung kỳ đỉnh phong hiện tại y đã tiến thêm một bước nữa hay không thì cũng không ai biết đến ngày hôm nay thế lực đối địch lớn nhất của đảo hắc phong chính là đảo thanh vũ rồi nhất là mấy năm gần đây đảo thanh vũ không ngừng lôi kéo các thế lực khác ở xung quanh hải vực mơ hồ tạo ra vị thế ngang đảo hắc phong những ý niệm này chẳng qua chỉ lóe lên trong đầu hàn lập rồi biến mất sau một khắc trên người hắn lại lóe lên điện mang màu bạc, một lần nữa biến mất ngay tại chỗ, cũng không có chút ý tứ nào muốn trả lời hai tên kia. Trong nháy mắt, thân hình Hàn Lập xuất hiện ở hư không cách không xa phía sau lưng hai người lão giả mặc vũ bảo một cách quỷ mị. Lôi điện màu bạc quấn quanh toàn thân, bàn tay hắn đánh một chảo ra hư không phía trước. Một đạo hồ quang điện màu bạc tạo thành đại thủ xuất hiện trên đỉnh đầu hai tên kia, rồi mạnh mẽ chụp xuống. Oanh, đại thủ chưa đến, một cỗ lực lượng đáng sợ giống như bài sơn đảo hải đánh xuống. Lúc này, bên trên làn da lão giả mặc vũ bào thình lình được bao trùm bởi từng đạo ma văn màu tím. Hai luồng ma diễm màu tím đen chẳng biết từ lúc nào hiện ra, đan xen lẫn nhau, rồi quấn quanh tạo thành một hỏa trụ mút trời màu tím đen bao phủ thân thể của y vào bên trong. Âm âm một tiếng, đại thủ lôi điện màu bạc chộp vào bên trên hỏa trụ màu tím đen. Tại chỗ tiếp xúc, hai đạo hào quang màu bạc tím đột nhiên bộc phát ra như sóng khí, tràn khắp bốn phía. Đại thủ lôi điện tuy mãnh liệt nhưng tựa hồ cũng bị ngăn cản lại. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trên người nam tử mặt vuông liên tục chớp động hào quang đỏ. Gã đã sớm tế ra 13 đoạn đao màu đỏ đón gió biến lớn đến hơn 10 trượng. Thân đao đỏ thấm lượn lờ hỏa diễm, tiếp theo vài tiếng viu viu, 13 hỏa diễm cự đao bắn nhanh ra, thừa dịp đại thủ lôi điện bị ngăn lại, lập tức hung hăng chảm lên phía trên, chém thật sâu vào trong đó. Ầm ầm ầm, bên trên đại thủ, điện mang màu bạc chợt hiện, rồi mãnh liệt nổ tung, hóa thành vô số điện mang màu bạc quét ra bốn phương tám hướng, biến phạm vi tầm hơn 10 trượng xung quanh thành một mảnh lôi hải màu bạc. Vụ nổ sinh ra gió mạnh tàn sát bừa bãi khiến lão giả mặc vũ bào cùng nam tử mặt vuông không kịp đề phòng, thân hình không khỏi lùi lại mấy bước. Nhưng vô luận là điện quang màu bạc hay là gió mạnh đều không mảy may chạm đến người lục vũ tình đứng cách hai tên đó không xa vì khi sắp chạm đến thân thể nàng thì lập tức giống như là cá bơi lách sang hai bên mà qua. Điều này làm cho nàng lúc đầu sợ tới mức không dám mở mắt thì lúc này thần sắc thoáng buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, lôi quang đang bay tán loạn đột nhiên ngừng lại rồi giống như là cá voi hút nước mãnh liệt hội tụ lại với nhau ngừng tụ thành một lôi trận màu bạc bao phủ nàng lại hỏng bét nam tử mặt vuông khó khăn lắm mới ổn định thân hình thét một tiếng kinh hãi cánh tay gã vung lên một đạo đao quang màu đỏ như hỏa điểu bay ra bổ vào lôi trận cùng lúc đó một ngọn ma diễm màu tím đen từ bên cạnh bay vụt đến giao nhau rồi cùng phóng tới lôi trận nhưng đã muộn phía trên trận pháp lóe lên lôi quang màu bạc thân ảnh lục vũ tình ở bên trong biến mất vô tung. Sau một khắc, thân ảnh nàng xuất hiện ở bên cạnh hàn lập, những xiềng xích hồng quang trên người đã không còn sót lại chút nào. Nam tử mặt vuông thấy cảnh này, sắc mặt cứng đờ. Hỏa trụ màu tím đen ở bên cạnh cuốn lại rồi quay về, hiện ra thân ảnh lão giả mặc vũ bào. Ma văn trên người đã lặn hết, mặt y không có biểu lộ gì nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng giận dữ. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, không biết xưng hô như thế nào. Trong nội tâm lục vũ tình vừa mừng vừa sợ, không ngất lời cảm ơn Hàn Lập. Tại hạ liễu thạch, phụng mệnh lệnh tôn đến đây cứu người. Hàn Lập thản nhiên nói, ánh mắt vẫn chưa nhìn nàng. Phụ thân, lục vũ tình khẽ giật mình, không chờ nàng định nói gì, đột nhiên Hàn Lập vung cánh tay lên. Trận pháp lôi điện màu bạc lập tức hiện ra, bao phủ cả hai người, rồi lóe lên điện quang, lập tức thân ảnh hai người biến mất ngay tại chỗ. Oanh oanh, vô số cự đao được hỏa diễm bao bọc từ trên trời giáng xuống, chém vào chỗ hai người vừa mới đứng tự nhiên thành chém vào hư không nhao nhao chui vào phía dưới hải vực toàn bộ mặt biển lập tức như sôi trào rồi ù ù trắng xóa nổi lên từng cơn sóng dữ trong hư không cách đó không xa hàn lập đứng sóng vai cùng lục vũ tình giờ phút này nàng mới phản ứng kịp với chuyện vừa mới xảy ra bộ dạng còn vô cùng sợ hãi ngươi lui xa một chút hàn lập trầm giọng nói vâng ngươi cẩn thận lục vũ tình nghe vậy biết không nên chậm trễ vội vàng bay về phía xa. Vù vù, vô số hỏa diễm cự đao kèm theo sóng lửa cực nóng một lần nữa gào thét lao tới, nhằm đầu Hàn Lập chém xuống, hầu như phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Hàn Lập thấy vậy, không nói hai lời, nhấc hai tay. Mấy đạo hồ quang điện màu bạc to lớn bị chúng trưởng tâm liền bắn ra. Mặt ngoài của chúng lóe ra vô số phù văn lôi điện màu bạc, ngưng tụ thành mấy quả lôi cầu màu bạc cực lớn, nghênh đón hỏa diễm cự đao. Mặt ngoài lôi cầu lập lòe vô số phù văn màu bạc, tỏa ra tán loạn điện mang cực nóng, xì xì rung động. Thình linh đúng là tế lôi thuật mà Hàn Lập nắm giữ được khi ở linh giới. Hôm nay, hắn dùng tiên linh lực thúc dục lôi bằng lực, chẳng những nhanh gấp mấy lần so với trước, mà khi thi triển ra các loại bí thuật cũng càng là dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Ầm ầm ầm, lôi cầu và diễm đao va chạm vào nhau, liên tiếp truyền đến tiếng nổ long trời lở đất, hiện ra mấy vầng mặt trời, khiến cho hư không gần đó một hồi ông ông chấp lên từng vệt dấu vết di chuyển mà mắt thường có thể thấy được hiện ra. View view vài tiếng, vô số hỏa diễm đoản đao ở trung tâm nổ tung, rồi bắn ngược trở về. Linh quang trên bề mặt chúng trở nên ảm đạm, hiển nhiên bị hao tổn không nhẹ. Mà thân hình nam tử mặt vuông thì lảo đảo, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt. Tất cả diễn ra nhanh như tốc độ ánh sáng. Lúc này, ở cách đó không xa, toàn thân lão giả mặc vũ bào tỏa ra hào quang ma văn màu tím sáng rực sau lưng y chẳng biết từ lúc nào hiện ra một ma ảnh ba đầu sáu tay to lớn màu tím đen khuôn mặt nhìn không rõ chỉ có thể nhìn thấy sáu cái đầu lóe ra con mắt màu tím dữ tợn tóe hung mang ma ảnh bỗng nhiên ngửa đầu gào lên một tiếng sáu bàn tay to lớn ấn vào hư không hàn lập chỉ cảm thấy hư không xung quanh truyền đến một tiếng nổ đùng tiếp theo cả không gian phảng phất như sụp đổ sáu vòng xoáy to lớn đen kịt lăng không hiện ra bao bọc tất cả khu vực trên dưới trái phải hai hàng lông mày của hắn cao lại trên người hiện ra điện quang màu bạc, định một lần nữa thi triển lôi độn thuật. Đúng lúc này, vô số hào quang màu đen từ bên trong vòng xoáy màu đen cuốn ra nhanh như điện, cuồn cuộn một hồi, thành từng vòng trói thân thể Hàn Lập vào trong đó. Ngay tại thời điểm hắc hà quấn người, điện quang màu bạc quanh thân thể Hàn Lập cùng linh quang hộ thể đều tiêu tán, thậm chí tiên linh lực đang vận hành trong cơ thể hắn cũng trở nên chậm chạp. Xen vào việc của người khác, đi chết đi. Trong mắt lão giả mặc vũ bảo lóe lên vẻ lạnh lẽo tay y liền biến đổi pháp quyết, ma ảnh to lớn há mồm phun ra một ngọn ma diễm to lớn màu tím đen, liền hóa thành một cây hỏa mâu màu tím đen. vèo một tiếng, hỏa mâu phóng nhanh như điện, hóa thành tàn ảnh tím đen, hung hăng đâm vào ngực Hàn Lập. bùm một tiếng nổ tung, một ngọn lửa lớn tỏa ra vầng sáng lè loẹt, lóa mắt. Lục Phú Tình ở chỗ xa xa thấy cảnh này, Ngọc Dung biến sắc, nhưng cũng không vì thế mà quay người bỏ chạy. Hai người lão giả mặc vũ bào cùng nam tử mặt vuông thấy nàng như vậy thì thần sắc buông lỏng, nhưng tiếp theo, sắc mặt lại đồng thời đại biến. Diễm quang tan hết, một điểm dấu vết trên ngực hàn lập cũng không có. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới được một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt bao bọc, ngăn cách hào quang màu đen ở bên ngoài. Cái này là, ánh mắt lão giả mặc vũ bào lộ ra vẻ không dám tin, lập tức nhìn vào quang mang ngưng tụ bên ngoài thân hàn lập. Trong nội tâm y lục bộp, rơi vào hoảng loạn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, Chạy mau, nam tử mặt vuông kinh sợ, hô to, hàn lập hư nhẹ một tiếng, trên bụng hiện ra đồ án bảy ngôi sao. Thân thể ra sức giấy ruộng, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, hư không phụ cận ù ù chấn động. Rắc rắc rắc, hắc hà quấn quanh thân thể hắn lập tức đứt đoạn, sáu vòng xoáy màu đen cũng biến mất theo. Vừa mới quay người chạy đi không bao xa, mà ảnh sáu tay sau lưng lão giả mặc vũ bảo sau không hề có dấu hiệu, đột nhiên nổ tung. Mà ảnh to lớn chấp liên tục vài cái, rồi cũng tiêu tán theo. Trên mặt lão giả hiện lên một tia đỏ ửng bất thường, buồn bực hư một tiếng, thân hình loạn trọn ngã. Sau lưng y nhoáng lên một thân ảnh, hiện ra hàn lập. Hắn không nói hai lời, đánh ra một quyền. Trên người lão giả mặc vũ bảo lóe lên hắc quang, hiện ra một bộ ma giáp đen kịt, mặt ngoài khắc trận văn phức tạp, lóe ra u u hào quang đen giống như kim loại. Đồng thời trên tay y sáng lên hắc quang, tựa hồ còn định làm gì đó. Vào thời khắc này, hư một tiếng hử lạnh bỗng nhiên vang lên trong tai lão giả. Trong đầu y phảng phất như bị cái rùi đâm mạnh một phát, không khỏi hét thảm một tiếng, hắc quang trong tay lập tức tán loạn. Nắm đấm của Hàn Lập hóa thành một tia chớp, đánh vào bên trên ma giáp màu đen, xe rách dễ như trở bàn tay, rồi xuyên qua ngực lão giả. Bụp một tiếng, thân thể lão giả mặc vũ bào lập tức chia năm xẻ bảy, thành mảng lớn huyết vũ phiêu tán, thậm chí nguyên anh của y cũng không kịp thoát ra, liền bị một cỗ man lực chấn vỡ. Chương 147, đoạt công. Cùng lúc, một đạo độn quang màu đỏ vội vã bay đi, lóe lên liền biến mất ở nơi xa. Bên trong độn quang chính là nam tử mặt vuông, giờ phút này, vẻ mặt gã tràn đầy sợ hãi. Hàn Lập cũng không thu hồi nằm đấm, điện quang màu bạc lần nữa lóe lên quanh thân, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Oanh long long, mấy tiếng nổ mạnh truyền tới từ chân trời phía xa, rồi bộc phát ra hào quang vô cùng chói mắt, chợt hiện rồi tắt, liền khôi phục như thường, đạo độn quang màu đỏ cũng tùy theo biến mất không thấy. Cách đó không xa, Lục Vũ Tình thấy tình hình này, đôi mắt nàng trợn lớn, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng với những biến cố vừa xảy ra. Mấy hơi thở đi qua, một đạo thanh hồng bay vụt về, hào quang thu vào, hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Lục Vũ Tình nhìn qua khuôn mặt hắn, một khuôn mặt bình thường, thoạt nhìn không chút nào thu hút, biểu hiện của nàng có chút phức tạp, tựa hồ không biết nói gì cho phải. "Lục tiểu thư, phụ thân ngươi đang chờ, chúng ta đi thôi." Hàn Lập nói, Lục Vũ Tình nghe vậy, im lặng không nói gì chỉ quay lại nhìn về phía đảo Hồng Nguyệt, thần sắc tựa hồ có chút do dự. Ở đây gần đảo Thanh Vũ, chưa chắc chỉ có hai tên kia. Về chuyện của lệnh huynh, tin tưởng lệnh tôn sẽ xử lý tốt. Hàn lập chậm rãi nói ra, làm sao ngươi biết, lục vũ tình trợn đôi mắt đẹp, lúc trước xuất phát cứu người, lệnh tôn đã nói chuyện này cho chúng ta biết. Hàn lập giải thích, các người, lục vũ tình sững sờ, Chưa tại hạ ra, còn có hơn 10 đảo hữu khác đều đang tìm kiếm ngươi, chẳng qua liếu mỗ gặp vận khí tốt, vừa vặn ở gần đây lệnh tôn đại nhân vì muốn người bình an trở về đã phải bỏ một cái giá không nhỏ thần sắc hàn lập như thường nói ra được rồi ta về cùng người lục vũ tình khẽ thở dài u buồn nói trên không trung của một mảnh hải vực bao la bát ngát hai đạo hồng quang cùng nhau phóng đi tốc độ nhanh cực điểm trong chốc lát đã qua mấy trăm dặm bên trong hào quang là hai nhân ảnh một nam một nữ một người mặc áo bảo xanh một người mặc y phục trắng như tuyết chính là hàn lập cùng lục vũ tình sắc mặt lục vũ tình có chút trắng xám nghiêng đầu nhìn thoáng qua thanh niên cạnh nàng không xa một cái tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại thôi không cần lo lắng phía trước sắp tới đảo ngô tùng rồi chỗ đó có truyền tống trận truyền tống về gần đảo hắc phong hàn lập không nhìn nàng mở miệng an ủi tốt lần này làm phiền liễu đại ca rồi thiếu nữ khẽ gật đầu nàng khi trước vốn chịu một chút tổn thương sau đó tuy rằng phục dụng qua đan dược trị thương nhưng mấy ngày nay liên tục di chuyển hao lực nhiều đến cùng vẫn có chút khó chịu đựng nổi. Hàn lập khoát tay áo không nói gì thêm. trên thực tế vì chiếu cố nàng hắn đã cố ý giảm tốc độ phi hành. dù sao thì cũng do hắn không có pháp bảo phi hành phù hợp để có thể mang nàng cùng đi. ngay khi hai người bay được hơn một nghìn dặm khó khăn lắm mới bay qua một quần đảo. Hàn lập bỗng cau mày lại dừng thân hình miệng khẽ quát một tiếng. chờ một chút. Lục Phú Tình khẽ giật mình miệng khẽ nhếch định hỏi nhưng nàng còn chưa kịp nói ra thì phía chân trời bỗng xuất hiện ba đạo độn quang bay tới. Đây là, Lục phú Tình sợ hãi, vừa định kêu thành tiếng, nhưng thấy Hàn Lập đưa hai tay đến chắn trước người mình với vẻ điềm tĩnh thì trong nội tâm nàng không khỏi buông lỏng một chút. Chỉ thấy ba đạo độn quang bay tới cách hai người mấy trăm trượng thì thu lại hào quang, hiện ra ba nhân ảnh, hai nam một nữ. Trong đó, cầm đầu là một gã nam tử khôi ngô, đi theo sau lưng là một thiếu phụ che mặt bằng lụa đen cùng một thanh niên cơ bắp Ba tên này chính là bọn thiều sơn tam sát mà Hàn Lập đã gặp ở phù tín điện. Hắc hắc, vị đạo hữu này khổ cực rồi, giao lục đại tiểu thư lại cho chúng ta. Hành trình tiếp theo chúng ta sẽ hộ tống nàng bình yên trở về đảo Hắc Phong. Đại hán khôi ngô nhìn thiếu nữ áo trắng sau lưng Hàn Lập, sắc mặt vui mừng, cười khanh khách nói. Mấy vị đạo hữu có ý gì? Thân sắc Hàn Lập như thường, mang vẻ nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, người thức thời thì không nên hỏi nhiều như vậy. Nhân dịp tâm tình chúng ta không tệ lắm, lập tức cút ra khỏi phiến hải vực này. Thanh niên cơ bắp cười hắc hắc nói, khuyên các hạ một câu, tuy rằng lục đảo chủ đã đồng ý điều kiện rất mê người, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được. Thiếu phụ che mặt cũng tham gia khuyên nhủ, lục tiểu thư là do tại hạ tìm thấy trước, mấy vị đạo hữu làm như vậy, không cảm thấy có chút quá mức sao. Hàn lập cao mày, dùng vẻ cười mà như không cười, nói. Quá mức, hình như là có chút, nếu đạo hữu đã nói như vậy thì cùng lưu lại ở đây chúng ta chịu trách nhiệm tiến ngươi về nhà. Sắc mặt đại hán trầm xuống, lạnh giọng nói, nhấn mạnh hai chữ về nhà. Hàn lập nghe vậy, không hề biến sắc. Ngược lại, thiếu nữ áo trắng đứng đằng sau lại sốt ruột, lo lắng, quyết định tiến lên phía trước. Ba vị tiền bối, đừng làm khó liễu đại ca được không? Trên đường về tiếp theo còn gặp nhiều khó khăn, tại sao ba vị không cùng hợp tác để hộ tống ta trở về? Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ thỉnh cầu phụ thân trọng thưởng ba vị ngang bằng. Lục Vũ Tình cân nhắc một chút, rồi nói đại hán khôi ngô nghe vậy lộ vẻ do dự tựa hồ đang suy tính thiệt hơn thiếu phụ che mặt cũng giữ im lặng không nhìn thấy chút thay đổi nào trên khuôn mặt ngay tại thời điểm thiếu nữ cho rằng lời mình nói ra có tác dụng thanh niên cơ bắp lộ vẻ rảo hoạt mở miệng nói ra công hộ tống cứu người tuy lớn nhưng ban thưởng cũng có hạn đương nhiên ít một người thì chỗ tốt sẽ nhiều hơn một phần rồi đại hán khôi ngô nghe vậy khẽ nhướng lông mày đáy mắt hiện lên một tia sát ý hàn lập nghe vậy không khỏi đưa tay sờ cầm. Liễu đại ca, hảo hán không vì thiệt thòi trước mắt, tạm thời người hãy rời đi. Đợi đến lúc về đảo Hắc Phong, ta sẽ tự mình báo cáo phụ thân tình hình thực tế. Đúng lúc này, Lục Phú Tình lại đột nhiên truyền âm cho Hàn Lập. Nhiệm vụ mà Lục Đảo Chủ tuyên bố chẳng qua là tìm được ngươi, hoặc là mang ngươi trở về an toàn, cũng không có yêu cầu mang về từ trong tay ai. Cho nên dù bọn chúng giết ta, sau đó dẫn ngươi trở về thì coi như hoàn thành nhiệm vụ, phụ thân ngươi cũng không thể không hiểu. Huống hồ, lúc đó ván đã đóng thuyền, phụ thân ngươi cũng sẽ không vì một người xa lạ như ta, lại đi truy cứu ba gã tán tiên. Hàn lập quay đầu nhìn nàng mỉm cười, lắc đầu, rồi nói. Lục vũ tình nghe vậy, không khỏi sững sờ, hiển nhiên nàng lúc trước cũng không có nghĩ tới điều này. Huống hồ, ngay từ đầu ba người bọn chúng cũng không có ý định thả ta đi. Thiều Sơn tam sát, ta nói không sai chứ. Hàn lập nhìn ba người, cao giọng hỏi. Chật, chật, vốn không muốn ra tay trước mặt lục tiểu thư, xem ra là không được rồi đại hán khôi ngô lại không hề do dự thẳng thắn thừa nhận lục vũ tình nghe vậy sắc mặt rút cuộc trở nên khó coi nàng bước lên một bước ngăn trước người hàn lập mở miệng nói liễu đại ca có ân cứu mạng ta nếu như các ngươi nhất định phải giết chàng trước hết phải bước qua ta rồi hãy nói ba người đại hán khôi ngô nghe vậy trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn hàn lập nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đứng trước người cũng có hơi chút động dung Liễu mỗ vốn không có thói quen trốn sau lưng nữ nhân. Hắn thò tay vỗ nhẹ lên vai thiếu nữ, nhẹ nhàng kéo nàng ra phía sau lưng, rồi nói. Vừa mới dứt lời, thân hình hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, một mảnh lôi điện màu bạc hí, y y một tiếng hiện lên sau lưng thanh niên cơ bắp, tiếp sau ầm ầm nổ tung. Một lưới điện màu bạc lập tức trải rộng hơn trăm trượng, cùng vô số hồ quang điện tứ tán ra, một đạo thanh ảnh mơ hồ xuyên qua lưới điện. Chỉ nghe bên trong điện quang vang lên một tiếng kêu thảm, một đạo nhân ảnh được bao phủ bởi băng tinh màu đen lao vọt ra, hạ xuống bên cạnh đại hán khôi ngô. Tam đệ, đại hán khôi ngô cùng thiếu phụ che mặt đều cả kinh, hiển nhiên không dự liệu được hàn lập ra tay quyết đoán với tốc độ lại cực kỳ nhanh như vậy. Hầu như chỉ là một cái chấp động, đã đánh trúng tên thanh niên cơ bắp. Lục vũ tình đứng đó cũng bị màn này làm cho sững sờ, sợ hãi không ít. Bất quá, nàng liền nhớ tới thực lực hàn lập lúc cứu mình, tâm tình bình tĩnh hơn vài phần tạch 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 sau một loạt tiếng băng tinh vỡ vụn rơi xuống tên thanh niên cơ bắp lần nữa hiện ra thân hình toàn thân gã cháy đen quần áo rách tả tơi trên đỉnh đầu còn bốc lên từng sợi khói đen thoạt nhìn có chút chật vật đại ca nhị tỷ một lát đừng giết hắn ngay ta muốn lột ra hắn lại có một mặt trống mới thanh niên cầm mấy miếng đan dược ăn vào nghiến răng nghiến lợi nói dứt lời bàn tay vung lên ô quang lập tức lóe lên trước người hiện ra một cái trống màu đen to bằng vỏ gốm thân trống rất tròn bên ngoài được che bởi một lớp da trống màu vàng như nến thoạt nhìn không có gì kỳ dị nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ có thể làm cho người ta sởn da gà chỉ thấy bên cạnh phần thân trống lại có một gương mặt già nua hai hốc mắt và miệng đều trống không thoạt nhìn giống như là một bộ da mặt bị lột nguyên vẹn vậy hàn lập thấy vậy lông mày có chút nhân lại cổ tay hơi đảo một thanh trường kiếm màu đen lập tức hiện ra trong tay hắn chỉ thấy hắn điểm mũi chân vào hư không, vung kiếm chém xuống thanh niên cơ bắp. Trong hư không lập tức bạo khởi mấy trăm đạo kiếm ảnh màu đen, như sóng lớn vỗ bờ, trồng chất đập xuống. Keng, đúng lúc này, giữa không trung vang lên tiếng thanh thúy. Một loạt gợn sóng lan truyền trong hư không mà mắt thường không thể thấy được, hóa thành từng cỗ sóng âm liên miên không dứt, chấn vỡ màn kiếm ảnh màu đen, rồi triệu tiêu lẫn nhau. Chỉ thấy đại hán khôi ngô chẳng biết từ lúc nào chắn trước người thanh niên cơ bắp. Một tay gã nâng một cái khánh cổ màu xanh đen, tay kia nắm một cái chảy đồng biêu khắc đầu thú cổ quái. Ở cách gã không xa, ả thiếu phụ đã ôm trong ngực một cây đàn tỳ bà làm bằng xương trắng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên dây đàn màu đen. chương 148, đấu tam sát, người này có chút cổ quái, đừng có nhẹ tay, nhanh sử dụng chiêu đó đi. Lông mày của đại hán khôi ngô cao lại, mở miệng nói. Tùng tung tách, không thấy hai người còn lại đang ở đâu, chỉ có một hồi âm thanh vang lên rồn dập giống như đang hành quân gấp gáp vậy. Trên mặt biển, sóng to gió lớn đột nhiên nổi lên dữ dội. Mây mù trên bầu trời nhanh chóng tụ lại, hóa thành một đám mây đen như mực rộng mấy trăm dặm, che kín cả mặt biển phía dưới khiến cho ánh nắng chợt trở nên u ám, giống như là hoàng hôn. Chanh chanh chanh, một hồi âm thanh từ dây cung đàn tỳ bà vang lên, bỗng nhiên sáng lên hai luồng bạch quang từ bên trong đám mây đen, giống như là hai tòa tháp khổng lồ phá tan mây đen phóng xuống. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy mây đen đang từ từ bay lên, chính giữa có một cái gì đó mơ hồ giống như một con quái vật khổng lồ đang từ từ hiện ra. Hắn hướng mắt nhìn thoáng qua Lục Vũ Tình đang ở trên hư không, mặt mũi nàng tràn đầy vẻ kinh sợ. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên vùng ống tay áo lên. Chỉ nghe một âm thanh hô vang lên, một luồng khí lưu màu xanh bay ra, bao bọc lấy thiếu nữ áo trắng. Không đợi cho nàng kịp làm bất kỳ phản ứng gì, luồng thanh phong này đã cuốn lấy nàng bay về một phía cách nơi này hơn ngàn dặm. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Hàn Lập nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm, mũi chân đạp mạnh xuống hư không, lao nhanh lên trời, bay về phía ba người kia. Từng tiếng keng vang vọng từ hư không, mây đen bỗng nhiên cuồn cuộn tách ra hai bên, bầu trời bị vỡ ra tạo thành một khe hở lớn, giống như là thiên môn xuất hiện, mơ hồ mang theo hồng thủy ngập trời hạ xuống. Một khắc sau, một luồng bạch quang lóe lên, một cây cốt đao màu trắng dài mấy trăm trượng xuất hiện từ bên trong mây đen, hung hăng chém xuống trên thân đao đang bị bạch diễm hừng hực thiêu đốt trở nên gần như trong suốt truyền ra nhiệt độ cao vô cùng nóng rực những nơi cây đao đi qua hư không vang lên tiếng nổ long trời lở đất liên tiếp không dừng thân hình hàn lập dừng lại một chút cổ tay cầm kiếm vòng một cái cầm kiếm ngược lại chuyển hướng mũi kiếm từ đâm thẳng thành xiên chéo chém lên bầu trời một mảng kiếm ảnh màu đen giống như sương mù trồng chất với nhau lại thành một ngọn núi cao bay đến cốt đao màu trắng oanh long long một trận chấn động kinh thiên động địa xuất hiện tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh liên tiếp nứt vỡ hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ màu trắng rơi tán loạn giống như tiên nữ giải hoa còn cốt đao màu trắng thì chấn động liên tục bay ngược về bên trong đám mây đen thân hình thiều sơn tam sát triệu hoán ra mây đen bạch cốt đột nhiên nhoáng lên một cái khẽ phát ra một tiếng rên ở bên kia hàn lập cũng bị kéo xuống dưới gần trăm trượng mới có thể ổn định lại thân hình trên mặt biển xung quanh vô số bạch diễm rơi vào nước không bị tắt ngấm giống như những đóa sen trắng đang nở rộ trong khoảnh khắc, khiến cho mặt biển phía dưới giống như hóa thành một mảnh thảo nguyên đầy tuyết trắng. Hàn Lập nhìn lại trường kiếm màu đen trong tay mình, phía trên nó dính từng sợi bạch diễm, đang không ngừng nung nóng thân kiếm. Hắn hử lạnh một tiếng, lật tay lấy ra kim lân đặt trong lòng bàn tay, tay còn lại cầm chặt thân kiếm, dùng kim lân nhẹ nhàng chùi sạch. Những sợi tơ bạch sắc hỏa diễm lập tức giống như là cặn bã bình thường, bị hắn trà sạch không còn một chút nào. Oanh long long, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng trống rền vang như sấm, ngay sau đó, âm thanh dây cung đột nhiên gãy nhanh, khiến cho âm thanh bùng nổ lên. Mây đen đầy trời chuyển động cuồn cuộn, một bàn chân xương màu trắng khổng lồ giống như sơn phong đạp mạnh xuống từ trên không, giống như đỉnh núi Thái Sơn dẫm đạp xuống Hàn Lập. Hàn Lập dựng kiếm lên, thanh nguyên kiếm quyết trong người nhanh chóng vận chuyển. Áo bào trên người hắn bay phấp phới mặc dù không có gió. Khi mũi chân của hắn dẫm mạnh xuống dưới, một luồng sóng khí vô cùng cuồng bạo lập tức ép xuống, khiến cho mặt biển bên dưới bị lõm xuống thành một hình cung rộng vài trăm trượng, làm cho cả người hắn nhanh như chớp phóng thẳng lên trời. Vù vù vù, một hồi cuồng phong xuất hiện, phạm vi mười dặm bên ngoài thân thể hắn nhanh chóng xuất hiện từng luồng kiếm ảnh to như ngọn núi giống như nấm mọc sau mưa. Kiếm ảnh bay theo hắn, bắn lên trời xanh, bàn chân xương khổng lồ màu trắng được bao phủ bởi bạch diễm cuồn cuộn khiến cho không khí rung chuyển vang lên âm thanh đồm đột như bị bỏng. Nó mang theo một luồng khí thế nóng bỏng và hung hãn cuồng bạo, ầm ầm va chạm với rừng kiếm ảnh vô cùng dày đặc oanh long long một tiếng nổ chấn động trời xanh vang lên bàn chân xương khổng lồ màu trắng ầm ầm nổ tung làm cho thân hình của bạch cốt cự nhiên cao hơn ngàn trượng trong mây đen đột nhiên lảo đảo rơi ầm xuống mặt biển khiến cho vô số cơn sóng lớn ngập trời xuất hiện kiếm ảnh màu đen đầy trời cũng liên tiếp nứt vỡ cùng với bạch sắc hỏa diễm rơi tứ tán khắp nơi mặt biển bị sóng nhiệt làm cho bốc hơi hóa thành một mảnh khí trắng mơ hồ tràn ngập xung quanh thân ảnh hàn lập lóe lên rồi xuất hiện từ bên trong sương mù tay hắn nắm lấy trường kiếm màu đen không biết là do bị bạch sắc hỏa diễm nung nóng chảy hay là do không thể thừa nhận kiếm khí kinh người của thanh nguyên kiếm quyết mà hiện tại trường kiếm đã gãy làm đôi hắn thở dài một hơi thu hồi tàn kiếm nội tâm có chút hoài niệm về thanh trúc phong vân kiếm của hắn ngao hắn đột nhiên há miệng hét lên một tiếng thét vô cùng cuồng bạo cơ bắp trên người hắn nhanh chóng bành trướng thân thể tăng vọt, rất nhanh sau đó liền biến thành kim mau cự viên to lớn không thua kém bạch cốt cự nhân một chút nào. Ba người đại hán khôi ngô thấy vậy, sắc mặt vốn đã có chút trắng bệch đột nhiên càng trở nên khó coi. Miệng bọn họ liên tục ngâm tụng pháp quyết, ngón tay gảy đàn càng lúc càng nhanh. Theo từng đợt âm thanh cổ quái phát ra, thân hình bạch cốt cự nhân đứng dậy, tay cầm cốt đao màu trắng, chém tới kim mau cự viên. Cự viên nắm chặt nắm đấm, nhảy tới đón lấy cốt đao. Một đao phá không bay tới, một quyền đánh lên trời, hai bên va chạm ầm ầm vào nhau. Oanh oanh oanh, theo hai thân ảnh to lớn không ngừng chém vào nhau, khắp nơi trong hải vực bắt đầu xuất hiện từng con sóng lớn cao động trời. Lúc này, ở một nơi cách xa mấy ngàn dặm, Lục Vũ Tình mặc dù không bị ảnh hưởng của luồng lực chiến đấu còn sót lại, nhưng mà nàng vẫn có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí trong mảnh hải vực kịch liệt chấn động. Nội tâm nàng không khỏi cảm thấy kinh sợ, đôi mắt của bạch cốt cự nhân đột nhiên lóe lên bạch quang sáng ngời hai luồng hỏa long bạch diếm vô cùng to lớn bay ra, giấy ruộng thân hình giữa không chung, công kích về phía kim mau cự viên. Cự viên gào thét một tiếng, song quyền dơ lên cao hướng về phía hỏa long đang bay đến, nện xuống liên tiếp. Một âm thanh oanh vang lên, đầu lâu của hai con hỏa long bị song quyền của cự viên đánh nổ tung, hóa thành bạch diếm đầy trời, mang phần còn lại của thân thể nuốt sống. Dưới sức nóng khủng khiếp của hỏa diễm, làn da thủy hỏa bất xâm của cự viên xuất hiện từng sợi khói trắng, xung quanh tràn ngập một luồng mùi hương da lông bị đốt cháy khó ngửi. Kim Mao cử viên giống như không phát hiện ra điểm bất thường, toàn thân bị bạch diễm lượn lờ. Nó đột nhiên vào tới trước, nhảy lên cao, giơ nắm tay phải lên, hướng về đầu lâu của bạch cốt cự nhân đập xuống liên tục. Bạch cốt cự nhân hơi khủy xuống, vội vàng dùng hai tay nâng cốt đao lên đón đỡ nắm đấm. Chỉ nghe một tiếng két vang thật lớn, nắm đấm của cử viên mang theo sức mạnh của thiên quân vạn mã đập mạnh vào trên cốt đao, Khiến cho cốt đao vỡ thành từng mảnh văng ra khắp nơi. Thiều Sơn Tam Sát đang sử dụng toàn bộ sức lực điều khiển bạch cốt cự nhân đột nhiên thân thể chấn động kịch liệt, phốc một tiếng, bọn họ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Kim Mao cử viên vẫn không chịu bỏ qua, một bước liền bắt kịp, tay năm tay 10, song quyền đánh liên tục lên lồng ngực của bạch cốt cự nhân như là người đang đánh trống. Phanh phanh phanh, từng tiếng vang to lớn vang lên liên tiếp không ngừng, xương khớp trên người bạch cốt cự nhân nứt ra thành từng khe hở, từng mảng xương vỡ rơi xuống không ngừng cơ thể trở nên rách nước, lung lay sắp đổ xuống. Nhanh, thúc giục phần thiên huyết diễm, đại sát chẳng thèm quan tâm đến máu tươi trên khóe miệng, nhanh chóng lau đi rồi quát lớn. Dứt lời, gã duỗi tay lấy ra một cái cổ khánh, sau đó đột nhiên dập đầu một cái, một đoạn ngón tay bị chém nứt rơi vào bên trong khánh, màu xanh đen trên thân khánh đột nhiên sáng lên một mảnh hồng quang. Cùng lúc đó, thiếu phụ lụa đen dùng dây đàn cắt đứt ngón tay, bôi máu tươi lên phía trên tỉ bà còn thanh niên cơ bắp thì đem ngón tay đặt vào bên trong miệng của mặt người trên cái trống của gã ba người đồng thời cho ba kiện pháp bảo tinh huyết của mình có thể thấy kim mau cự viên đang muốn dùng một quyền để đập nát bạch cốt cự viên nhưng đột nhiên một luồng hồng quang vỡ tung thân thể bạch cốt chuyển từ trắng sang hồng trong thoáng chốc bao phủ trên người cự viên đang là bạch diễm lập tức chuyển thành huyết diễm màu sắc ngọn lửa cũng chuyển thành màu máu ngao một trận bỏng đau đớn kịch liệt truyền đến cự viên phát ra một tiếng gào thét thân hình bèn lui về phía sau. Kim lân đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp bên ngoài cơ thể cự viên, đem ngọn lửa huyết sắc ngăn cản bên ngoài thân thể. Nhưng mà, không có chút tác dụng nào, đau đớn kịch liệt vẫn như cũ, không ngừng truyền đến nội tâm hắn. Theo sự xuất hiện của huyết diếm, nhiệt độ khắp nơi trong hải vực đột nhiên tăng mạnh đến một mức độ khủng bố kinh người, một mảng lớn hải vực bị sóng nhiệt làm cho bốc hơi, hóa thành khí trắng tiêu tán. Kim Mao cử viên cùng bạch cốt cự nhân đang nằm dưới mặt biển, tiếp theo liền ngượng dậy. Cự viên bị huyết diễm công kích bên trong, còn bên kia thì khí thế quanh thân bài cốt cự nhân bỗng nhiên phóng lớn. Những chỗ bị tổn thương trên cơ thể đang hồi phục lại với một tốc độ mà mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy được. Trong hư không, bàn tay cương kia vuốt nhẹ một cái, một thanh cốt đao đỏ nhu máu liền hiện ra từ hư không. Bàn tay khổng lồ của cự nhân nắm chặt cây đao ốc đột nhiên quét ngang về phía cự viên. Một tiếng oanh vang thật lớn, phần bụng của Kim mau cự viên bị dính phải công kích, cảm thấy giống như bị va chạm với núi cao liền bắn ra ngoài. Trên mặt biển xuất hiện một vệt sóng nước to lớn, không đợi cho cự viên đứng dậy, huyết cốt cự nhân đã nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao hướng xuống phía dưới. Cự nhân rơi thẳng xuống từ không trung, hướng về phía đầu lâu của cự viên mà bổ xuống. Tinh quang trong mắt cự viên bỗng lóe lên, thân thể trong nước biển nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, khó khăn lắm mới tránh thoát được cốt đao, sau đó liền tiếp tục lui về sau. Cùng lúc đó, quanh thân cự viên nổi lên ngân quang một luồng hỏa diễm màu bạc bắt mắt lập tức lan ra từ trên bả vai của hắn, bao phủ toàn thân lại. Chỉ nghe âm thanh phốc phốc nổ tung trên người, là do mảng lớn ngân diễm đang bao phủ lại những huyết sắc hỏa diễm, điên cuồng thôn phệ bọn chúng. Ngay lập tức, một tiếng hú gọi của cự điểu bỗng vang lên. Ngân diễm quanh thân cự viên bay ra, hóa thành một con cự điểu khổng lồ màu bạc, quanh một phát, đập vào trên lồng ngực của huyết cốt cự nhân. Chỉ thấy một đoàn lớn ngân diễm tản ra khắp nơi, hóa thành vô số đốm lửa nhỏ màu bạc, trải dài quanh thân cự nhân. Không đợi cho cự nhân kịp phản ứng, những đốm lửa nhỏ màu bạc liền tràn ra giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ, hóa thành một hỏa y màu bạc to lớn, bao vây toàn bộ huyết cốt cự nhân lại. Những huyết diễm đang bám vào quanh thân cự nhân nhanh chóng lui về phía sau, kịch liệt co rút lại. Nhưng vẫn không có chút tác dụng gì, bị ngân diễm nhào tới thôn phệ. Chương 149, đại đấu giá hội, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Đại Hán Khôi Ngô nhìn ngân diễm phía trên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệt hai người còn lại cũng lộ ra sắc mặt giống như vừa gặp phải quỷ bộ dạng đầy uất ức hận không thể lập tức chạy trốn giống quanh thân của kim mao cự viên có nhiều vết cháy khí tức dữ tợn bên trong hai con mắt càng lúc càng nồng đậm ngay vị trí ngực bụng của cự viên sáng lên bảy điểm tinh quang hơi mờ hai tay nó đột nhiên vung lên một quyền khổng lồ hướng đến vị trí của huyết cốt cự nhân quyền ảnh to lớn màu vàng bên trong có chứa bạch quang mờ mịt mang theo thế như vạn tấn gào thét bay ra đập ầm ầm vào lồng ngực của huyết cốt cự nhân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vô số xương cốt huyết sắc nổ tung, hóa thành xương vụn bay đầy trời, rơi xuống khắp nơi. Một nửa huyết cốt cự nhân còn lại, thân thể tàn phế lung lay lay sắp ngã. Cuối cùng, không chịu được nữa liền đổ sập xuống biển, toát ra một mảng khí trắng, tan rã không còn chút dấu vết. Cùng lúc đó, pháp bảo chống to làm bằng da người, tì bà làm bằng xương trắng và khánh cổ xanh đen trong tay ba người thiều sơn tam sát cũng đồng loạt vỡ ra, hóa thành ba vầng sáng chói mắt. Từng luồng gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được, giống như sóng to gió lớn lan ra quét sạch khắp bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua, hư không đều vang lên tiếng oanh minh không ngừng. Từng luồng trùng kích kịch liệt khiến cho ba người thiều sơn tam sát bị chấn động chảy ra máu tươi lênh láng, thân người bị bắn ra xa ngoài trăm trượng. Tại một chỗ khác, thân hình của cử viên dần dần thu nhỏ lại, trở về hình dạng con người. Hàn lập phát tay đánh ra một chiêu, lập tức ngân diễm hỏa điểu vừa mới lập được đại công, thu hồi đôi cánh lại trao liệng một vòng rồi bay về, chui vào bên trong tay áo của hắn rồi biến mất. Thông qua sự liên hệ bởi thần hồn, Hàn Lập phát hiện tinh viêm hỏa điều hình như bởi vì lúc nãy được ăn huyết diễm no nê mà có vẻ hơi hưng phấn, hắn nghĩ hơn phân nửa là sẽ có thu hoạch được gì đó. Đi mau, trong hư không, cách đó hơn trăm trượt, đại sát vừa mới ổn định được thân hình liền hét lên một tiếng, hai người còn lại thần sắc hoảng sợ bay vào tới trước người của gã. Bọn họ một tay đồng thời bấm niệm một cái pháp quyết kỳ dị, mặt khác lại cho nổ tung một cánh tay của mình, hóa thành một chùm huyết vụ, bao phủ lấy ba người bọn họ. Ba người bị huyết vụ cuốn lấy, lóe lên một cái liền hóa thành một luồng độn quang huyết hồng kinh thiên động địa bắn thẳng lên trời với tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã vượt qua hơn nghìn dặm. Hàn Lập thấy vậy, bên trong cơ thể khẽ rung động, từng luồng lôi điện màu bạc trong chớp mắt lan ra toàn bộ cơ thể hắn. Một tiếng sấm rền vang, cả người hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Tại một nơi cách đó hơn vạn dặm, thân hình ba người thiều sơn tam sát thoáng cái hiện ra, sắc mặt tái nhợt như tàu lá chuối, đã dần bình tĩnh lại. Bọn họ vừa định sử dụng một chút đan dược, điều dưỡng hô hấp thì liền nghe phía trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng sét đùng đoàng rền vang. Từng luồng hồ quang điện màu bạc cỡ cái chén ăn cơm cuồng thiểm. Sau đó liền đan sen quấn lấy nhau tạo thành một trận bàn lôi quang điện đường kính hơn 10 trượng. Ở trung tâm lôi trận là thân ảnh Hàn Lập đang lơ lửng, sắc mặt hứng hờ. Bỗng nhiên hắn giơ tay ra đánh một chảo vào hư không hồ quang điện màu bạc ở xung quanh còn chưa kịp tan đi liền lập tức ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một viên lôi cầu trắng tinh phát ra từng tiếng oanh minh liên tiếp, nằm gọn trong tay Hàn Lập. Hàn Lập khẽ vẫy tay, ném lôi cầu trong tay xuống dưới. Một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên dữ dội. Ba người Thiều Sơn Tam Sát cảm nhận được một cảm giác sợ hãi áp bức kinh người từ trên trời giáng xuống, hồn vía đều bay lên trời. Bọn họ nguyên khí đã tổn thương khá nhiều, căn bản là không có cách nào trốn thoát được, chỉ có thể sử dụng tay còn lại nhanh chóng bấm niệm pháp quyết khiến cho quang mang quanh thân cuồng thiểm, tế luyện tất cả các pháp bảo để tăng thêm khả năng bảo vệ thân thể. Ầm ầm, một luồng lôi trụ màu bạc to như vạc nước từ trên chín tầng trời bắn thẳng xuống, nuốt lấy thân ảnh ba người bọn họ. Từng tiếng nổ tung vang dội kéo theo từng âm thanh kêu gào thảm thiết vang lên, Thiều Sơn Tam sát ở bên trong tế lôi thuật, thần hình câu diệt. Hàn Lập liếc nhìn đám cho tàn đang rơi xuống mặt nước. Sau đó, điện quang lóe lên quanh thân, thân hình hắn từ từ biến mất khoảng nửa tháng sau, bên trong điện quân thiên tại phủ đảo Vương, thành Hắc Phong. Một nam tử mặc cầm bào khí thế hùng hồn, đang ngồi ngay ngắn trên đại ỷ khắc hoa, tay khẽ vuốt cầm nhìn qua nam tử mặc áo bào màu xanh. Trong mắt nam tử cầm bào lộ ra vẻ tán thưởng không chút che giấu. Liễu đạo hữu lần này tiểu nữ vô tình có thể bình yên trở về Hắc Phong đảo, công lao của ngươi là lớn nhất. Lúc trước ta có nói sẽ có hậu tạ, ngươi muốn cái gì thì cứ việc nói ra. Nam tử tươi cười, cao giọng nói ra nam tử mặc áo bào xanh đứng trong điện chính là hàn lập lục đảo chủ sở dĩ tại hạ nhận nhiệm vụ này không phải vì bất cứ kỳ chân dị bảo gì chỉ là hy vọng có thể có được một danh ngạch đợi đến lúc mở ra truyền thống đại trận có thể thuận lợi rời khỏi hắc phong hải vực là được rồi hàn lập bình tĩnh đáp chỉ thế thôi lục quân khẽ giật mình có chút không dám tin hỏi chỉ thế thôi hàn lập xác nhận nói lúc ngươi cứu được tiểu nữ và hộ tống về đây vô tình có nói với ta một chút chuyện về ngươi quả thực không giấu giếm ta cũng là người quý trọng người tài dự định để cho ngươi ở lại đây trở thành một trong những phó đảo chủ ở hắc phong đảo này cũng không phải là chuyện khó khăn gì lục quân suy nghĩ một chút liền nói đa tạ đảo chủ nâng đỡ tại hạ có nguyên do không thể không rời khỏi nơi này đành phải phụ lòng tốt của đảo chủ rồi hàn lập có chút áy náy nói ra lục quân nghe vậy thần sắc có chút thất vọng không giống như đang giả vờ chút nào đã như vậy thì ta cũng không thể cưỡng ép ngươi được danh mạch truyền thống lần này người có một chỗ, ngoài ra, ta còn có một chút lễ vật coi như tạ lễ, mong rằng ngươi không từ chối. Nói rồi, gã vung tay lên, một cái túi chữ vật màu xanh biển liền bay ra, rơi xuống trước người Hàn Lập. Hàn Lập cũng không từ chối, lấy tay bắt lấy, hắn cảm tạ một tiếng, sau đó liền cáo từ rời khỏi điện. Sau khi hắn rời khỏi đây, Lục Phú Tình lúc này đã thay bộ quần áo mới tinh mới bước ra từ phía sau đại điện. Nàng đi đến bên cạnh Lục Quân, sắc mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Phụ thân, tại sao người không thử giữ lại liễu đại ca một chút nữa? Chẳng lẽ người không tin lời nói của con hay sao? Nàng có chút thất vọng, nói ra, hoàn toàn không phải vậy. Ta cảm thấy thực lực của người này, nếu so với lời nói lúc trước của con, còn muốn cao hơn một bậc. Vẻ mặt lục quân có chút trịnh trọng, nói ra, nếu là như vậy, tại sao phụ thân còn để? Lục vũ tình chưa kịp nói xong, liền bị lục quân khoát tay áo làm cho im bặt. Thứ nhất, người không phải là vật trong ao, cũng không muốn lưu lại hắc phong hải vực này thứ hai ta cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn giữ bên người chưa chắc là chuyện tốt cho nên hắn có thể rời khỏi nơi này đó mới chính là lựa chọn tốt nhất thế nhưng mà lục vũ tình còn muốn nói thêm gì đó đột nhiên nghe lục quân trầm giọng nói tiếp vũ tình bây giờ hắc phong đảo của chúng ta gặp phải tình huống cực kỳ phức tạp mà ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu sự tình của đại ca ngươi ta rất mệt rồi nếu lần này ngươi không được liễu thạch kịp thời cứu về ngươi có biết sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào không con, thật xin lỗi, phụ thân. Lục vô tình nghe vậy, sắc mặt trở nên ảm đạm, rưng rưng nước mắt, yếu ớt nhận sai. Lục quân thở dài, không đành lòng trách móc nặng, ôm lấy con gái vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào bờ vai của con mình. Cùng lúc đó, Hàn Lập sau khi rời khỏi phủ đảo chủ, trực tiếp bay ra khỏi hắc phong thành, hướng về dậu dương sơn. Trở lại động phủ, hắn đi qua khỏi nhà chính, đến hậu viện. Sau khi hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết để mở trận pháp che giấu, một vườn thảo dược nho nhỏ liền xuất hiện trước mắt hắn. Ở chính giữa vườn thảo dược, một mầm non thực vật màu tím đen đang đứng lẻ loi trơ trọi, nếu so với cỏ dại ở ven đường thì không có chút khác biệt gì, nhìn nó rất bình thường. Nhưng mà, trên thực tế, mầm non này chính là hạt giống của đàn hồn hoa được hắn đổi từ bên trong vô thường minh. Hàn lập chăm sóc tỉ mỉ lắm mới có thể mọc lên được mầm non. Hiệu suất nảy mầm của hoa này cực kỳ thấp, mặc dù hắn có rất nhiều hạt giống, nhưng sau khi sử dụng hơn phân nửa, mới có thể chăm sóc ra được một mầm non như vậy. Hắn thấy hoa này không gặp chút trở ngại nào mới yên lòng một chút. Sau đó, Hàn Lập bố trí lại trận pháp che giấu, đi về trong phòng mình. Hàn Lập lấy ra túi chữ vật được hắc phong đảo chủ cho, cũng không vôi vàng mở ra mà dùng thần thức để tra xét rõ ràng bên trong. Sau khi xác nhận không có gì kỳ quái, hắn mới mang đi luyện hóa, lấy ra đồ vật bên trong túi. Đồ vật trong túi chữ vật rất ít, ngoại trừ một cái lệnh bài màu đen lớn chừng bàn tay ra thì chính là một đống nhỏ cực phẩm linh thạch. Hàn lập đếm qua một chút, ước chừng có khoảng 200 khối, cũng coi như là thu hoạch không tồi. Hắn tiện tay thu hồi linh thạch, sau đó đem miếng lệnh bài kia đánh giá cẩn thận. Lệnh bài này cầm hơi nặng tay, phía trên trải đầy linh văn, một bên mặt khác lấy hai chữ hắc phong, mặt còn lại là hai chữ na di. Thấy như thế, nội tâm hắn thở ra nhẹ nhàng, chuyến đi này, Mặc dù gặp phải một chút trắc trở, nhưng cuối cùng cũng đạt được mục đích. Xuân qua đông đến, trong nháy mắt đã trôi qua hơn 3 năm. Hiện tại, số lượng tu sĩ bên trong Hắc Phong Thành, nhất là tu sĩ cấp cao từ hợp thể kỳ trở lên càng ngày càng nhiều. Trong thành, khắp nơi đều treo đèn kết hoa, giống như đang muốn tiến hành một sự kiện trọng đại gì đó. Đại đấu giá hội ở Hắc Phong Thành cứ trăm năm một lần sắp được tổ chức, quả thực có thể xem như một sự kiện trọng đại. Mỗi lần diễn ra đại đấu giá hội đều sẽ xuất hiện các loại tài liệu cực kỳ chân quý, điển tịch công pháp cao cấp, các loại cực phẩm đan dược, thậm chí có chút chân bảo sẽ chỉ xuất hiện ở đại đấu giá hội mà thôi. Tất cả tu sĩ cao cấp ở Hắc Phong Hải vực giống như đều đang tụ tập ở đây. Thậm chí một số thế lực đối địch với Hắc Phong đảo cũng tạm dừng giao đấu, ký kết hiệp nghị đình chiến, cử người đến Hắc Phong đảo tham gia thịnh hội. Trên đỉnh núi Dâu Dương, tại một tòa động phủ nào đó đang yên lặng bên vách núi. Cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, Hàn Lập từ từ đi ra. Nhưng mà, giờ phút này, hắn không có sử dụng gương mặt thật của mình mà dùng mặt nạ của vô thường ninh để huyễn hóa thành một đại hán dâu quai nón với làn da đen thui. Đứng từ động phủ ở dậu Dương Sơn, có thể thấy rõ ràng tình cảnh bên trong hắc phong thành giờ phút này cực kỳ náo nhiệt. Hàn Lập mỉm cười, đối với đại đấu giá hội trăm năm một lần này, nội tâm của hắn cũng có chút mong chờ. Nghĩ như vậy, thân hình hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo thanh quang bay về bên trong thành. Khu vực trung tâm Hắc Phong Thành, một tòa cung điện hùng vĩ màu vàng đứng im đang lơ lửng giữa không trung. Cung điện này cao chừng trăm trượng, diện tích cực kỳ lớn, sử dụng ngọc thạch màu vàng để xây dựng, tản ra một tầng oánh quang màu vàng, nhìn cực kỳ đẹp đẽ hoa mỹ. Trên cửa chính của cung điện có tấm biển viết ba chữ lớn kim vân các, như rồng bay phượng múa. Ngoại trừ cửa chính để vào đại điện, thì ở ba hướng còn lại cũng đều có một cửa ra vào. Bốn cái cầu thang màu vàng to lớn rũi ra từ cung điện nối với mặt đất ở mỗi cạnh. Thỉnh thoảng, có từng luồng độn quang đáp xuống cầu thang, đi vào bên trong Kim Vân Các. Kim Vân Các này chính là hội trường diễn ra đại đấu giá hội. chương 150, đấu giá. Bên ngoài Kim Vân Các, một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới, hạ xuống bậc cầu thang trước cung điện, hiện ra thân ảnh một đại hán dâu quai nón. Chính là Hàn Lập sau khi thay đổi dung mạo, hắn quan sát cung điện hùng vĩ trước mắt qua một lượt, đi nhanh tới hướng cửa điện đang mở. Hai bên cửa điện có rất nhiều vệ sĩ áo đen đang đứng, tiếp đón các tu sĩ tới. Tiền Bối tới tham gia đại đấu giá hội này phải không? Thấy Hàn Lập đi tới, một tên vệ sĩ áo đen lập tức tươi cười tiến đến nghênh đón. "Hôm nay tới đây không tham gia đại đấu giá hội thì làm gì?" Hàn Lập nhướng mày, có chút không hài lòng, tính xin tiền bối chớ trách, đại đấu giá hội lần này cùng những năm trước có chút thay đổi, cho nên vãn bối cần giải thích cho tiền bối một chút. Vệ sĩ áo đen cười làm lành nói, "Nói cho ta nghe." Hàn Lập hỏi, "Nhân số tham gia đấu giá hội lần này so với những năm qua nhiều hơn rất nhiều." để khống chế nhân số nhằm ngăn chặn một ít khách nhân tới xem náo nhiệt mà không có ý định đấu giá đại hội quy định người tham gia đấu giá hội cần giao nạp một số linh thạch xem như phí vào bàn bất quá chỉ cần tiền bối tại đấu giá hội đấu được bất luận bảo vật gì thì sau đó chúng ta sẽ trả lại cho người khoản linh thạch này vệ sĩ áo đen cung kính nói ồ còn có quy định này cần bao nhiêu linh thạch hàn lập có chút lơ đễnh nói vệ sĩ áo đen đang định nói tiếp láo sược sao dám ăn nói như thế với tiền bối lui xuống một nam tử trung niên có vẻ là quản sự bước nhanh tới quát vệ sĩ áo đen này lui xuống hàn lập nhìn nam tử trung niên một lượt tên này là một gã tu sĩ hợp thể kỳ tên thủ hạ này không hiểu chuyện kính xin tiền bối chớ trách đây chỉ là chút hít quy định đối với khách nhân bình thường còn như tiền bối là đại tu sĩ chân tiên cảnh có thể đi theo lối dành riêng cho khách quý tất nhiên không cần giao nạp linh thạch tuy nhiên ở ngoài này thì giống nhau mời người vào bên trong nam tử trung niên cung kính nói Hàn Lập nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Xem ra vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đều coi thực lực là số một. Tu vi hơn người sẽ hưởng đãi ngộ khác rất nhiều. Hắn nghĩ như vậy, khẽ gật đầu với đối phương, bước vào đại điện màu vàng. Từ bên ngoài không cảm thấy gì như khi vừa tiến vào trong điện thì hắn mới cảm giác được không gian bên trong thật sự lớn kinh người. Trong điện chia làm ba lầu, lầu một dưới cùng là một đại sảnh vô cùng to lớn, quả thực giống như một quảng trường khổng lồ, vô cùng rộng rãi. Khu vực chính giữa có một cái bàn đấu giá lớn, giờ phút này hay vẫn chưa có ai. Bốn phía đại sảnh sắp xếp vô số chỗ ngồi, theo hình bậc thang. Lúc này đã kín chỗ hơn phân nửa, nhìn qua có chút ồn ào, chen chúc. Phía dưới này là chuẩn bị cho tu sĩ bình thường, xin mời tiền bối đi theo vãn bối. Lầu 2 có gian dành riêng cho khách quý, nam tử trung niên nói, rồi dẫn Hàn Lập đi tới cầu thang lên lầu 2 ở bên cạnh. Nơi này chỉ có thưa thớt mấy trăm chỗ ngồi rộng lớn, khoảng cách giữa các chỗ ngồi rất thoáng. Cạnh chỗ ngồi còn có bàn trà, bên trên đặt linh trà và một ít trái cây. So với chỗ ngồi trong đại sảnh phía dưới thì đãi ngộ hoàn toàn khác. Lúc này đã có không ít người đến ngồi, đều là tu sĩ chân tiên cảnh. Thậm chí, Hàn Lập còn mơ hồi thấy được vài tên đã từng gặp qua tại phủ thành chủ. Hàn Lập ngồi xuống chỗ mà nam tử trung niên mời. Từ chỗ này quan sát thì tầm mắt vô cùng thoáng, có thể thấy rõ bàn đấu giá phía dưới, tạo ra cảm giác cao cao tại thượng, ưu việt hơn nhiều so với tu sĩ trong đại sảnh phía dưới. Hàn Lập nhẹ gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu 3, hỏi, không biết khách nhân ở lầu 3 là những ai? Lầu 3 gồm nhiều gian phòng độc lập, còn có thêm cấm chế, từ bên ngoài căn bản không thể biết tình hình bên trong, đãi ngộ so với lầu 2 này rõ ràng tốt hơn không ít. Hắn cũng không vì không được mời lên lầu 3 mà bất mãn, chỉ là có chút hiếu kỳ. Lầu 3 là vị trí của các đại đảo chủ, nam tử trung niên nói, Hàn Lập ô một tiếng, thu hồi ánh mắt, không hỏi thêm nữa. Nam tử trung niên có chút bận rộn nên đã điều một thị nữ xinh đẹp đến hầu hạ Hàn Lập, còn bản thân gã xin lỗi một tiếng, rồi lui xuống. Hàn Lập không để ý việc vặt này, lẳng lặng ngồi chờ hội đấu giá bắt đầu. Thời gian trôi qua, đại sảnh rất nhanh được lấp đầy. Chỗ ngồi trên lầu hai này hầu như cũng không còn chỗ trống. Hơn một canh giờ sau, keng keng keng, ba tiếng chuông vang lên lanh lảnh, vọng khắp đại điện. Tiếng chuông lớn khiến hội trường đang náo động lập tức trở nên an tĩnh. Một lão giả mặt đỏ, dầu bạc trắng đi lên bàn đấu giá, tựa hồ là giá quan của đại đấu giá hội này. Ôn đại sư, một hồi ông ông nghị luận vang lên trong đại sảnh, thân sắc hàn lập hơi động, lão giả mặt đỏ này chẳng lẽ chính là ôn hoa, một trong ba đại địa giai đan sư huyền thoại của đảo Hắc Phong, cũng là khách khanh của đảo chủ Hắc Phong. Ha ha, hôm nay chính là đại đấu giá hội trăm năm một lần, long trọng nhất hải vực Hắc Phong, hiếm khi nào thấy nhiều chư vị như vậy đến ủng hộ. Hôm nay, ôn mỗ thân là đấu giá quan, cảm giác thật vô cùng vinh hạnh. Lão giả mặt đỏ cất giọng nói, thanh âm vang dội khắp hội trường. Sau khi mọi người nghe giọng nói vang vọng của lão giả, tiếng nghị luận ồn ào, dầm dĩ liền dừng lại, hội trường lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Ở đây có không ít chư vị quen mặt, đương nhiên cũng có một vài bằng hữu lần đầu tới tham gia đấu giá, bây giờ trước hết ôn ngũ nói một chút về quy củ đại hội. Đấu giá ra giá, lấy linh thạch cực phẩm làm đơn vị. Nếu không có đủ linh thạch thì có thể dùng tiên nguyên thạch, dựa theo tỷ giá chuyển đổi 1, 100, hoặc là dùng vật phẩm thay thế, về giá trị vật thay thế là bao nhiêu thì sẽ do ba vị này định giá. Ôn hoa dừng một chút, rồi tiếp tục nói, lời vừa dứt, có ba vị tu sĩ trang phục bồng bình tiến lên bàn đấu giá, trong đó có một lão giả mi trắng mặc áo xám lông, một đại hán cường tráng mặc áo ngắn màu lam và còn có một phu nhân trung niên, phong thái ung dung. Cả ba bất ngờ đều có tu vi chân tiên cảnh, ba người này không nói một lời, đi đến một cái chàng kỳ bên cạnh đấu giá hội, rồi cùng ngồi xuống. Chắc hẳn không ít người nhận ra ba vị này, họ là trưởng lão của thương hội Trường Hưng, thương hội Huyền Nguyệt và thương hội Thái Bạch, kiến thức rộng rãi, lúc định giá sẽ không có thiên vị ai, chư vị có thể tuyệt đối yên tâm. Về phần an ninh, thành Hắc Phong nghiêm cấm tranh đấu, một khi phát hiện sẽ bị nghiêm trị. Tốt rồi, cũng không trì hoãn thời gian của mọi người nữa, hội đấu giá bắt đầu. Sau khi Ôn Hoa giới thiệu sơ lược vài câu, rồi phất một tay lên, tuyên bố chỉ thấy một tên lực sĩ áo đen bưng ra một hộp lớn trắng ngoãn, rồi mở ra. Bên trong hộp có một khối tinh thạch màu đỏ, lớn chừng đầu người, mặt ngoài có hoa văn hình ngọn lửa. Dù ở khoảng cách mấy trăm trượng, vẫn có thể cảm nhận được từ trong đó, chấn động hỏa linh lực tản mát ra từng đợt kinh người. Đây là cả một khối hỏa văn hoàng ngọc thượng phẩm, chính là linh tài thượng giai để luyện chế linh bảo đỉnh cấp. Giá khởi điểm là 20 khối linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một khối linh thạch cực phẩm. Ôn Hoa cất giọng nói, hai mươi khối linh thạch cực phẩm, hai mươi khối, hai mươi Phía dưới hội trường ô ô n g một tiếng truyền ra từng tiếng thán phục sợ hãi. Ánh mắt của rất nhiều người sáng lên, lập tức đã có người ra giá. Hàn lập ngồi trên ghế, nhìn hết thảy phía dưới, ánh mắt bình thản. Khối hỏa văn hoàng ngọc này tuy là đồ tốt nhưng vẫn chưa lọt vào mắt hắn. Giá cả hỏa văn hoàng ngọc tăng vọt, tăng rất nhanh tới năm mươi khối linh thạch cực phẩm cuối cùng không có người tiếp tục ra giá nữa. Thành giao, ôn hoa tuyên bố kết quả, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vật đấu giá đầu tiên có thể chạm tới cái giá này, vượt quá sự mong đợi của y, xem ra là dấu hiệu tốt. Cũng không lâu lắm, vật đấu giá thứ hai cũng được cầm đến, là một cây linh thảo 3 vạn năm, cuối cùng cũng chạm tới một giá cao. Thời gian trôi qua nhanh chóng, từng vật đấu giá đã được bưng ra, thuận lợi như nước chảy. Đều là các loại tài liệu, đan dược, còn có chút linh bảo, tuy rằng chân quý nhưng hiển nhiên chỉ là chuẩn bị cho những tu sĩ hợp thể đại thừa phía dưới hàn lập nhìn có hơi mất hứng thú tuy cũng có một ít tu sĩ chân tiên lầu hai ra giá thời gian qua rất nhanh rồi sau hai ba canh giờ giá trị vật đấu giá cũng bắt đầu dần dần nâng lên một ít chân bảo không tầm thường bắt đầu xuất hiện trong đó không thiếu thông thiên linh bảo tinh phẩm linh bảo đan dược dùng lúc độ kiếp còn có một chút đan dược tiến dai khiến cho các tu sĩ chân tiên lầu hai cũng bắt đầu không kìm nén được nhao nhao ra tay đấu giá. Không bao lâu, lại một vật đấu giá được đưa lên là một khối ngọc thạch cực lớn, hiện ra màu đỏ sậm, bên trên tinh thạch có thể thấy hồng văn màu máu tươi, mơ hồ tạo thành một đồ án hỏa phượng, tản mát ra chấn động hỏa pháp tắc mãnh liệt. Món bảo vật tiếp theo này chính là khối phượng huyết viêm ngọc tinh. Chính là tinh huyết trong cơ thể của chân linh hỏa phượng chân tiên hậu kỳ sau khi vẫn lạc biến thành, ẩn chứa một tia pháp tắc hỏa thuộc tính, chính là tài liệu tuyệt hảo chính hiệu để luyện chế hậu thiên tiên khí ra giá 200 linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối linh thạch cực phẩm. Ánh mắt Ôn Hoa vốn chậm rãi nhìn một vòng xung quanh, nhận thấy ánh mắt mọi người nhao nhao tập trung nhìn vào ngọc thạch thì mới chậm rãi giới thiệu. Nội tâm Hàn Lập khẽ động, khối Phượng Huyết Viêm Ngọc tinh này ẩn chứa pháp tác lực không tầm thường, làm hắn cũng muốn mua nhưng trên người hắn cũng không có quá nhiều linh thạch nên sau khi suy nghĩ một chút thì kiềm chế lại được. 210, 240 khối linh thạch cực phẩm, ta ra 280, 300 rất nhiều người coi trọng phượng huyết viêm ngọc tinh này nhưng cơ bản đều là các tu sĩ chân tiên ở lầu 2. Những người ở lầu một dù có đỏ mắt, cũng không thể nào chịu nổi giá tiền như thế. Giá tiền phượng huyết viêm ngọc tinh nhảy rất nhanh lên tới 450, do một đại hán đầu chọc mặc áo bảo hồng ở lầu 2 báo. Giá tiền này vừa ra, trên lầu 2 cũng thoáng an tính. Một vài người lúc đầu có chút kích động, cũng không còn nhao nhao ra giá nữa. Gã đại hán đầu chọc thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. 500, Đúng lúc này, thanh âm từ một xương phòng trên lầu ba truyền ra, có chút phiêu hốt, nghe như giọng nữ nhân, thoáng một cái đã tăng giá 50 khối linh thạch cực phẩm. Tên tán tiền áo bảo hồng khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một tia giận dữ, nhưng thần sắc trên mặt sau một hồi biến đổi thì tay vừa mới nâng lên lại chậm rãi hạ xuống, không tiếp tục tăng giá nữa. 500 linh thạch cực phẩm, thành giao, ôn hoa vui vẻ, tuyên bố kết quả. Phượng huyết viêm ngọc tinh được cầm rất nhanh xuống dưới, rồi được chuyên gia đưa đến xương phòng ở lầu ba kia. Hàn lập liếc nhìn sang chỗ đó, rồi thu hồi ánh mắt. Trong nội tâm hắn biết rằng giá tiền này hơi mắc, chương 151, trọng thủy lôi châu. Đại đấu giá hội tiếp tục diễn ra, một kiện rồi lại một kiện càng lúc càng quý hiếm mang lên bản đấu giá. Tinh thần mọi người xung quanh càng trở nên kích động. Đương nhiên quân chủ lực tranh đoạt bây giờ hầu như toàn là tu sĩ chân tiên cảnh trở lên ở lầu 2, lầu 3. Còn những tu sĩ lầu 1 thì đại khai nhãn giới, cho thêm kiến thức mà thôi. Lúc này, trên đài đấu giá để một cái hộp ngọc vuông vức, bên trong là một quyển ngọc sách màu tím. Vật đấu giá tiếp theo là một bộ công pháp chân tiên cao dai, tử tiêu chính lôi quyết, công pháp lôi thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Nếu tu đến viên mãn, có thể đồng thời đả thông 36 tiên khiếu quanh thân, đột phá chân tiên cảnh, trở thành một vị kim tiên. Nói lên lai lịch của nó chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không lạ lẫm gì. Mấy trăm vạn năm trước tử tiêu thượng nhân quét ngang toàn bộ hải vực hắc phong chính là dựa vào công pháp này, liên tục chém giết ba tu sĩ chân tiên hậu kỳ từ bên ngoài đến. Ôn hoa chậm rãi nói, lời vừa nói ra, bốn phía lập tức xôn xao nghị luận, thậm chí ngay cả trong phòng trên lầu ba cũng chuyển đến vài tiếng kêu nhẹ. Hàn lập nghe ôn hoa đề cập đến tiên khiếu thì trong nội tâm khẽ động. Tuy rằng sau khi hắn khôi phục tu vi, tiên linh lực trong cơ thể đã chuyển hóa hoàn tất, tu vi tạm thời ổn định tại chân tiên cảnh sơ kỳ, nhưng bởi vì mất trí nhớ nên cùng chưa tu luyện công pháp phù hợp, từ một góc độ nào đó như nói ở trên thì nghĩa là hắn còn chưa chính thức bắt đầu tu luyện. Bất quá, thông qua lúc trước tiếp xúc một ít công pháp biệt tiên, hắn lại mơ hồ biết tiên khiếu cùng cảnh giới tu luyện sau này tăng lên có quan hệ mật thiết, tựa hồ đã thông 36 tiên khiếu, liền có thể thành kim tiên. Chẳng qua là tu luyện pháp môn địa tiên chú trọng thu thập tín niệm lực cùng ngưng tụ pháp tác lực hơn. Đề cập về vấn đề tiên khiếu rất ít, tựa hồ phải mất thời gian tính bằng đơn vị hàng vạn tuế nguyệt, mới có thể nước chảy thành sông, chậm rãi đả thông tiên khiếu. Dù là bên trong hắc hải trọng thủy kinh cũng nói như thế. Ha ha, từ tiêu thượng nhân mặc dù đã mất tích trăm vạn năm nhưng bộ công pháp kia vẫn lưu truyền. Nhưng nói trước, điều kiện tu luyện có chút hà khắc, cần người mang linh căn đỉnh cấp lôi thuộc tính, hoặc là có được các loại thể chất tiên thiên lôi thuộc tính như ngũ lôi chi thể, lôi tủy chân thể. Mới có thể tu luyện công pháp này tới đại thành, nếu không cuối cùng chỉ là uổng phí công sức một đời. Tốt rồi, Lời không nói nhiều, giá công pháp này là 500 khối linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. Ôn hoa thấy phản ứng của mọi người thì có chút thỏa mãn, mỉm cười, rồi chậm rãi giới thiệu một lần, sau đó mới tuyên bố đấu giá bắt đầu. Nghe đến công pháp chân tiên cao cấp, hơn nữa xưng là công pháp dùng uy lực lôi thuộc tính làm cho rất nhiều con mắt ở đây sáng lên. Ở hải vực Hắc Phong, tuy nhiều địa tiên, thêm cả tán tu nữa nhưng cái thiếu nhất chính là công pháp cao cấp tốt để tu luyện. Bất quá sau khi nghe điều kiện tu luyện hà khắc, lập tức không ít người lộ vẻ thất vọng. Tuy nhiên, vẫn có không ít ánh mắt cực nóng, không chịu nổi. Hiện tại, Hàn Lập cũng thiếu công pháp tu luyện, trong nội tâm hơi động một chút nhưng cũng lập tức bởi vì điều kiện tu luyện mà đành lắc đầu, nuối tiếc. 510, 530, 580, Hàn Lập không ra tay nhưng có rất nhiều người khác thèm muốn, lập tức kịch liệt tranh đoạt, đẩy giá rất nhanh lên tới 700 khối linh thạch cực phẩm. 800 một thanh âm có chút lười biếng vang lên, nhưng là từ một xương phòng trên lầu ba truyền xuống, trực tiếp bỏ thêm một trăm. Người ra cái giá bảy trăm khối linh thạch cực phẩm lúc trước là một trung niên nho sinh ở lầu hai. Sau khi ngơ ngác một chút, gã ta cắn răng tăng giá, ta ra tám trăm năm mươi khối linh thạch cực phẩm. Chín trăm, thanh âm lười biếng kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, ra vẻ chọc phú. Hiển nhiên nếu có người tăng giá nữa, y sẽ không để ý mà tăng giá lên đến một nghìn. Hàn lập thấy vậy, không khỏi nhếch miệng. Hiện nay, gia sản của hắn thêm ban thưởng của đảo chủ cùng với những thứ đoạt được trên người tán tiên đảo Thanh Vũ và Thiều Sơn Tam sát cộng lại cũng chỉ có khoảng một nghìn khối linh thạch cực phẩm mà thôi. Đối với đấu giá hội lần này, trước đó hắn đã phái mộ tuyết nghe ngóng nhiều nơi, biết có thể sẽ xuất hiện một ít đồ vật mà mình mong muốn. Hắn vốn cho là tiền tài trong tay mình coi như đã đủ, đối với vật mình mong muốn thì cơ bản có thể lấy được. Hiện tại xem ra hắn đúng là có chút ếch ngồi đáy giếng rồi thân ra những lão gia hỏa tu hành không biết bao nhiêu vạn năm này quả thực kinh người. Khi thanh âm lười biếng kia ra giá đến 900 khối linh thạch cực phẩm, trung niên nho sinh ở lầu hai dù tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông thôi. Từ tiêu chính lôi quyết xuất hiện xem như một đường danh giới, chính thức đẩy đấu giá hội lên cao trào. Tiếp theo là một ít bảo bối tuy rằng kém so với tử tiêu chính lôi quyết, nhưng trong bầu không khí náo nhiệt của đấu giá hội, mọi người bắt đầu tới tấp ra tay. Lại một kiện đấu giá được mang ra, là một cái chùy màu vàng kim. Đầu chùy to cỡ đầu người, có hình bát giác, chuôi chùy có gắn bốn xích, ngoại hình không có gì kỳ lạ. Nhưng trọng chùy này lại làm cho người ta có một cảm giác uy hiếp to lớn, phảng phất như có một cơn cuồng phong kình thiên áp bách đến. Món bảo vật này là một kiện hậu thiên tiên khí, tên gọi kình sơn chùy. Chính là từ đồng tinh vạn năm kết hợp huyền kim hàn thiết chế tạo thành, ẩn chứa kim pháp tắc, nhuệ khí nội liếm. Uy lực của một chùy đủ có thể chấn núi liệt sông bất quá bảo vật này nặng dị thường, đạo hữu bình thường chỉ e khó có thể điều khiển tự nhiên. Chư vị đạo hữu cân nhắc nhiều hơn một chút, tóm lại bắt đầu đấu giá, giá 600 khối linh thạch cực phẩm, tăng giá biên độ 10 khối. Ôn Hoa tuyên bố, con mắt Hàn Lập sáng mãnh liệt, bàn tay thoáng nắm thật chặt. Mục tiêu của hắn chính là hậu thiên tiên khí này. Sau này muốn đi tìm Thanh Trúc Phong Vân Kiếm có không biết bao nhiêu gian nguy trong đó. Trong tay hắn lúc này cũng không có linh bảo gì dùng được nên nhu cầu cấp bách cần một hai kiện vừa tay. Kinh Sơn chùy này ẩn chứa kim pháp tắc tuy rằng hắn không thúc giục được nhưng với thân huyền tiên của hắn thì bảo vật này vẫn là vô cùng vừa tay. 610, 630, 660, mặc dù có chút yêu cầu đặc thù, nhưng nhìn chúng Kinh Sơn chùy này không chỉ có một mình hàn lập. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì không ít người đã nô nước tấp nập ra giá, rất nhanh đem giá tiền tăng vọt đến 700 linh thạch cực phẩm. 900, hàn lập không chút do so dự hô, trực tiếp tăng giá 200. Không ra giá cao thoáng chèn ép một lần, cứ tiếp tục để như vậy, giá còn không biết sẽ bị kéo lên tới mức độ nào. Người xung quanh cả kinh, nhao nhao nhìn lại, một nghìn, một thanh âm từ lầu ba truyền ra, nhưng rất lạ lẫm, nghe như là giọng lão giả, không biết là thế lực lão đại nào. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, ánh mắt lóe lên, trên người hắn trừ linh thạch bên ngoài, cũng không phải là không có chuẩn bị một ít những bảo vật khác. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là gốc đàn hồn hoa có giá trị xa xỉ kia vì những năm qua hắn đã thúc đến 3 vạn năm rồi một nghìn hai trăm, Hàn lập còn chưa có mở miệng, lại một thanh âm vang lên, chính là thanh âm lười biếng lúc trước, một hơi bỏ thêm hai trăm. một nghìn năm trăm, thanh âm già nua kia hừ một tiếng, lần nữa tăng giá, thoáng cái bỏ thêm ba trăm. một nghìn tám, thanh âm lười biếng không chút nào lùi bước, nhìn qua hai cái xương phòng lầu ba tiếng người cách không ra giá, động một tí tăng giá tính ra hàng trăm khối linh thạch cực phẩm. không chỉ có mấy vạn tu sĩ lầu một nhìn mà trợn mắt há mồm thậm chí ngay cả tu sĩ lầu hai cũng nhao nhao hít một hơi khí lạnh, tặc lưỡi không thôi. Hàn lập cười khổ một tiếng, lắc đầu, hai thanh âm kia đấu giá với nhau, rất nhanh ra giá vượt qua 2.000 khối linh thạch cực phẩm. Cuối cùng bị thanh âm già nua kia dùng 2.300 khối linh thạch cực phẩm áp xuống. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt gần nửa ngày đi qua. Thời điểm này, đại đấu giá hội cũng đã tiến những vòng cuối. Càng nhiều kỳ chân dị bảo nhao nhao xuất hiện, các loại tài liệu ẩn chứa pháp tác lực, công pháp cao cấp biệt tiên, tiên thảo, một ít dị thú hiếm quý, thậm chí còn có một quả trứng cửu thủ Hàn Long. Cửu thủ Hàn Long với tư cách chân linh, trời sinh có thể điều khiển thủy pháp tắc, đạt đến thành thục, sau này thực lực có thể so với đại năng chân tiên trung kỳ. So với việc Hàn Lập đã từng gặp dị thú thái phỉ thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Vật bất phàm như thế đương nhiên không thiếu người mua, cuối cùng bị một người ở xương phòng lầu ba dùng giá cao hơn 2.000 lấy đi. Cái này mới thật sự là bảo vật, đến giờ khắc này, tuy rằng tu sĩ phổ thông chỉ có thể trông mà thèm, nhưng trong lòng không ít người thì thầm hô cho đã nghiền. Còn không ít người ở lầu hai tự biết vô duyên với vật đấu giá cũng dần dần tâm bình khí hòa. Hàn lập nhìn tình cảnh náo nhiệt trước mắt, cũng có chút không tập trung. Những vật này đều không phải là vật hắn cần, tuy rằng cũng có một ít linh bảo uy lực cường đại, thậm chí có một kiện huyền thiên tri bảo xuất hiện nhưng cùng hắn không xứng đôi nên hắn cũng không ra giá. Bảo vật tiếp theo là ba khối trọng thủy lôi châu bảo vật này chính là do cao nhân tinh thông thủy pháp tác dùng trọng thủy tầng ba cô động mà thành. Vật này dù là loại bảo vật tiêu hao nhưng uy lực cực lớn, nếu bị lôi châu này đánh trúng chính diện thì dù là tu sĩ chân tiên trung kỳ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ôn hoa vừa nói chuyện, vừa đặt ba cái hộp ngọc màu lam xếp lên. Bên trong từng hộp đều có một hạt châu màu đen cỡ long nhãn, mặt ngoài mơ hồ có chút hắc vụ lượn lờ, thoạt nhìn bình thường, không chút nào thần kỳ. Ba khối trọng thủy lôi châu, giá 500 khối linh thạch cực phẩm, Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. Ôn Hoa nhẹ nhàng tuyên bố giá tự nhiên như cưỡi xe nhẹ trên đường quen, rồi không nói gì nữa. Chúng tu sĩ phía dưới lại một hồi bạo động, không ít người lộ vẻ hưng phấn. Trọng Thủy Lôi Châu với tư cách linh bảo sử dụng duy nhất một lần, tuy rằng giá đắt đến kinh người, nhưng có được uy lực có thể trọng thương chân tiên trung kỳ vẫn rất đáng mua. Trọng Thủy Lôi Châu, Hàn Lập thì thào một tiếng, sờ lên chân thủy đại bên hông, ý niệm trong đầu khẽ động. Khi hắn đang cân nhắc đấu giá đã bắt đầu, trải qua một phen đấu giá của người lầu 2 và lầu 3, giá cứ một đường đi lên, trong nháy mắt liền đến 700 khối linh thạch cực phẩm. 750, Hàn Lập đưa tay ra giá, cái giá này đã khá cao, bên trong số người tham gia đấu giá lập tức có một số người trầm mặc lại. 760, một thanh âm truyền đến từ một thanh niên tóc đỏ cách đó không xa. 800, Hàn Lập nhìn thoáng qua về phía thanh niên tóc đỏ, không chút do so dự tăng giá lần nữa. Thanh niên tóc đỏ trần trừ một chút, không có hô giá lên cao hơn. 850, một thanh âm khác đột ngột vang lên, nhưng là từ một đại hán đầu chọc lầu 2. 900, Hàn Lập không nói hai lời, lập tức tăng giá. 1.000, đại hán đầu chọc nhìn thoáng qua Hàn Lập, trong đôi mắt thoạt nhìn có chút dữ tợn, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, khoan thai báo giá. Lúc trước cạnh tranh kình sơn trùy, gã ta kỳ thật ở đây âm thầm quan sát người ra giá xung quanh, phán đoán thân ra mọi người. Hàn Lập đương nhiên cũng nằm trong phạm vi quan sát của gã ta. chương 152, Sơ Kiến Đạo Đan, ba khỏa trọng thủy lôi châu được thét giá lên tới 1.000 khối linh thạch cực phẩm, làm cho hầu như tất cả mọi người ở đây trầm mặc lại, không phải là không ai có thể xuất ra cái giá tiền này, mà là tất cả mọi người nghĩ cái giá tiền này không đáng. Dù sao đây là bảo vật tiêu hao một lần mà một nghìn khối linh thạch cực phẩm nếu đặt ở hoàn cảnh bình thường có khả năng mua được một kiện bảo vật hậu thiên tiên khí phẩm cấp không tệ, Kết quả là ánh mắt của mọi người ở giữa qua lại dò xét Hàn Lập và Đại Hán đầu chọc, hoàn toàn với vẻ tập trung xem náo nhiệt. Đương nhiên người cao hứng nhất lúc này không ai khác chính là người chủ trì buổi đấu giá, ôn hoa. Vật đấu giá có thể đạt tới mức giá càng cao thì tiền thuê và danh vọng của y đạt được cũng càng cao theo, như kiểu nước lên thì thuyền lên. Một nghìn khối linh thạch cực phẩm, lần thứ nhất, còn có đạo hữu nào muốn ra giá không? Ôn hoa hắng giọng một cái, miệng thì nói thế còn ánh mắt thì nhìn trực tiếp về phía Hàn Lập hàn lập lúc này đang cau mày lại trầm mặc không nói đại hán đầu chọc thấy vậy trong mắt lóe lên vẻ đắc ý ánh mắt gã liếc nhìn toàn bộ xung quanh những người khác chứng kiến đều có vẻ im lặng không có ai ra giá mà khi trong miệng ôn hoa hô lên lần thứ hai thì trong mắt đại hán vẻ đắc ý càng rõ trên đài đấu giá ôn hoa thấy không có người ra giá đang muốn gõ chốt trên người tại hạ thiếu linh thạch mấy vị đạo hữu nhìn giúp tại hạ vật này có giá bao nhiêu một âm thanh đột nhiên vang lên chính là từ Hàn Lập. Lời vừa nói ra, toàn hội trường ổ lên, đại hán đầu chọc cũng hơi khựng lại, nhưng sau đó khóe miệng lại nổi lên một tia khinh thường, cười nhạt. Chỉ thấy đại hán dâu quai nón do Hàn Lập biến thành lắc mình, lấy ra một hộp ngọc, giao cho thị nữ bên cạnh. Thị nữ kia hơi giật mình một chút, tay vội vã cầm hộp ngọc, dưới ánh mắt chú ý của mấy vạn người, vội vội vàng vàng đi tới bên cạnh đài đấu giá. Đặt hộp ngọc trong tay lên trên bàn dài phía trước ba người lão giả áo xám. Đại hàn áo lam và phụ nhân trung niên ngồi yên không nhúc nhích, hiển nhiên không cảm thấy hứng thú đối với vật mà hàn lập lấy ra thế chấp. Dù sao, bọn họ vốn là kiến thức uyên bác, tại đấu giá hội tiến hành ở đây đã giám định vô số bảo vật. Tuyệt đại đa số chỉ là vật bình thường, đáng giá nhất bất quá cũng chỉ là một miếng nhỏ hải hồn thạch có chứa một tia thủy thuộc tính, cho ra cái giá 480 khối linh thạch cực phẩm. Lão giả áo xám thấy hai vị đồng bạn thờ ơ có chút không thèm đếm xỉa gì tới, lão đành thò tay cầm hộp ngọc lên, rồi khẽ mở nắp hộp lộ ra một khe hở ồ lông mày lão giả đột nhiên tung bay phất phơ miệng không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc sau đó liếc nhìn về phía hàn lập đồng thời đưa hộp ngọc cho đại hán áo lam bên cạnh đại hán chứng kiến thần sắc biến hóa của lão giả lông mày trắng không khỏi có chút hồ nghi tay gã mở hộp ngọc ra qua khe hở nhất thời cả kinh sau khi trầm ngâm một chút gã lại đưa hộp ngọc cho phụ nhân trung niên sau khi phụ nhân trung niên xem trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng cũng chỉ liếc nhìn về phía hàn lập yên lặng không nói gì thêm ba người họ truyền âm thượng nghị vài câu lão già áo xám ho nhẹ một tiếng nhìn về phía hàn lập nói đạo hữu vật đó ta tính giá là một nghìn khối linh thạch cực phẩm đạo hữu có bằng lòng hay không lời kia vừa thốt ra nét mặt đại hán đầu chọc đang tươi cười liền đông cứng lại hội trường cũng nổi lên một làn sóng thượng nghị không nhỏ cái gì ta không nghe lầm chứ đấy là vật gì mà có giá trị một nghìn khối linh thạch cực phẩm? Chẳng lẽ là một kiện hậu thiên tiên khí, nhìn bề ngoài có vẻ không giống, chẳng lẽ là linh đan gì? Căn cứ quy củ đấu giá hội, người giám định cũng không nhất định phải công bố vật thế chấp đến tột cùng là vật gì. Vì vậy, những người ở tầng một nghị luận ẩm ý, còn ở tầng 2 có không ít người quen biết nhau cũng bắt đầu trâu đầu ghé tai nhau truyền âm, suy đoán. Tại hạ tăng giá 100 linh thạch, lên thành 1.100 linh thạch lông mày hàn lập đang cao lại thành một đường nhưng sau đó đã giãn ra. Lão giả áo xám gật đầu tỏ vẻ tán thành, rồi trực tiếp mở miệng hô mức giá mới. Vật trong hộp ngọc đúng là vật mà hắn bồi dưỡng, gốc đản hồn hoa ba vạn năm. Vật này ở hải vực hắc phong tuyệt đối là thứ đưa ra sẽ tranh nhau giành giật mua nên kỳ thật trong lòng hắn đối với giá tiền này còn chưa thỏa mãn. Nhưng hôm nay thứ nhất là hắn cần linh thạch, thứ hai linh dược hiếm có này đối với hắn mà nói lại không đáng kể chút nào. Do đó sau khi tự định giá một chút, Hắn cũng đồng ý. 1150, đại hán đầu chọc hơi trần chờ rồi cũng báo một cái giá. 1200, 1300, 1500, Hàn Lập bình tĩnh hô, hư đại hán đầu chọc nghe vậy, sắc mặt có chút oán độc, sau một hồi biến hóa, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, khoanh tay dựa vào ghế, không báo giá tiếp nữa. Ba khỏa trọng thủy lôi châu, 1500 khối linh thạch cực phẩm. Thành giao, lúc này, sắc mặt ôn hoa vô cùng vui vẻ, tuyên bố ngay sau đó, một thiếu phụ áo đen đi tới bên cạnh chỗ Hàn Lập, cười duyên, nhẹ nhàng nói. Tiền bối, ngài thực hiện giao dịch luôn hay là chờ đến khi đấu giá hội chấm dứt? Nếu là giao dịch ngay thì cần ngài rời bước tới phòng riêng một chút. Giao dịch luôn đi, Hàn Lập không chút nghĩ ngợi nói, rồi đứng dậy theo thiếu phụ áo đen đi về phía bên cạnh hội trường. Tại một gian xương phòng ở lầu 3, đảo chủ Hắc Phong Lục Quân đang ngồi thẳng, bên cạnh y là một thiếu nữ áo trắng, vô cùng xinh đẹp, chính là Lục Vũ Tình. Lục Vũ Tình nhìn tới phía lô ghế phía dưới, ánh mắt nhìn vào chỗ Hàn Lập, chân mày hơi nhăn lại. Vũ Tình, người sao vậy? Lục Quân thấy vậy, hỏi. Không có gì à, chỉ là người kia chẳng biết tại sao lại cho con một cảm giác quen mắt. Lục Vũ Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói. Nhìn quen mắt, chẳng lẽ ngươi đã gặp qua người này sao? Lục Quân nhìn theo hướng đó, liếc về phía Hàn Lập. Lúc này, Hàn Lập vừa bước vào một gian phòng ở bên cạnh. Không có gì, có thể chỉ là ảo giác. Lục vô tình lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Lúc này, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, vật đấu giá tiếp theo xuất hiện, ánh mắt nàng lập tức bị hấp dẫn. Bên trong căn phòng, lão giả áo đen khoanh chân ngồi ngay ngắn, trong tay là một hộp ngọc. Mời đạo hữu ngồi, lão giả đứng lên, môi hơi nở nụ cười, chắp tay nói. Hàn lập đến phía đối diện ngồi xuống, không nói gì, một tay phất lên, một đống linh thạch cực phẩm xuất hiện ở trên bàn, đúng là 500 khối. Ha ha! đạo hữu thực là người sảng khoái. Lão giả áo đen cười ha ha, vung tay lên, ba cái hộp ngọc xuất hiện trên bàn. Hàn lập dương tay áo lên, ba nắp hộp ngọc mở ra, nhìn thấy ba khỏa trọng thủy châu nằm yên bên trong, lúc này mới hài lòng, gật đầu. Giao dịch hoàn thành, hắn nhìn lão giả gật đầu, không có ý định tiếp tục nói chuyện, đứng dậy định đi ra ngoài. Vị đạo hữu này, xin chờ một chút, lão giả áo đen cũng vội vã đứng lên, gọi hàn lập lại. Không biết các hạ còn có gì chỉ giáo hàn lập lạnh nhạt nói chỉ giáo thì không dám chỉ là lão phu được một người nhờ muốn hỏi đạo hữu xem còn có đản hồn hoa không ngoài hai vạn năm cũng được bản hội nguyện ý mua đất về phương diện giá cả tự nhiên có thể thương lượng được lão giả áo đen vội vàng nói ha ha nếu như tại hạ có nhiều hơn một gốc đản hồn hoa thì thời gian trước khi bán đấu giá cũng đã lấy ra rồi sao lại bỏ qua chân bảo trước mắt chứ một gốc như thế cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên mà đoạt được thôi Hàn lập lắc đầu, có chút tự diễu nói. Lão giả áo đen nghe nói thế, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Hàn lập xoay người định rời đi, nhưng vừa quay người một nửa thì thân hình chợt xoay lại hỏi, lại nói tiếp, tại hạ cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu. Không biết đạo hữu có biết ba khỏa trọng thủy lôi châu này do người phương nào luyện chế không? Ba khỏa lôi châu cũng tại phòng đấu giá chúng ta ngẫu nhiên mua được. Do người phương nào luyện chế cũng không rõ lắm nhưng theo tại hạ biết thì chắc chắn là cao nhân bên ngoài hải vực hắc phong lão giả áo đen ngẩn ra rồi đáp như thế hàn lập lặng lẽ gật đầu rồi cất bước đi ra khỏi phòng nhỏ về tới chỗ ngồi ở đấu giá hội ngồi xuống hắn lần này làm cho không ít người xung quanh để ý không ít ánh mắt vô tình hay hữu ý bắt đầu nhìn về phía hắn đối với việc này tất nhiên là hắn không quan tâm thản nhiên ngồi tại chỗ bảo vật kế tiếp là một đôi sừng của dị thú liệt thiên hống chân tiên hậu kỳ được bảo tồn hoàn hảo không bị sói mòn một tia linh tính nào giá khởi điểm là 600 khối linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối. Trên đài đấu giá, ôn hoa vung tay lên, hiện ra một đôi sừng có ánh sáng tím lưu chuyển, tỏa ra hào quang màu tím rực rỡ. Bên trong đại sảnh, các tu sĩ vô cùng nhiệt tình, bắt đầu tranh đoạt kịch liệt. Hàn lập tất nhiên là không có ý định tham gia, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn đầu giá hội tiến hành mấy vòng, cũng không sớm rời đi. Sau hơn một canh giờ, chư vị đạo hữu đợi đã lâu, kế tiếp, đó là vật áp trục của đại hội lần này. Thần sắc ôn hoa mơ hồ có chút kích động, phất tay lấy ra một vật đặt trên đài đấu giá. Đó là một cái hộp gỗ màu đỏ sẫm, trên mặt hộp dán phù lục phong ấn cực kỳ nghiêm mật. Bất quá, dù có như thế thì xung quanh hộp gỗ, thiên địa linh khi vẫn mơ hồ nổi lên sóng gió, hiện ra từng vòng quang mang hỏa diễm. Con người Hàn Lập co rút lại, ở sâu trong đáy mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Những tu sĩ khác càng là không kịp chờ đợi, phóng xuất từng đạo thần niệm, nỗ lực tra xét bên trong hộp gỗ, nhưng đều bị phù lục phía trên ngăn lại. Ôn hoa đối với hành động tra xét của mọi người, cũng không tỏ vẻ gì bất mãn, trên mặt lô ra vẻ tươi cười, miệng lẩm nhầm, phát tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Phù lục phía trên hộp gỗ lần lượt bay ra, khi một lá phù lục cuối cùng bay lên thì nghe gạch một tiếng, hộp gỗ tự động mở, lộ ra ở bên trong là một viên đan dược tròn vo màu đỏ đậm. Đan dược chỉ lớn chừng ngón cái, toàn thân đỏ như lửa, tàn mát ra hỏa diễm nhẹ nhẹ, từng vòng sáng mờ màu đỏ tỏa ra xung quanh. Mặt ngoài viên đan dược này có một đạo văn màu đỏ có chút bắt mắt, nhìn kỹ tựa hồ là do vô số ký hiệu ngưng tụ mà thành, tạo ra cảm giác thiên đạo huyền diệu, không có gì sánh được. Chỉ một thoáng, vô số tiếng kêu kinh hãi vang lên liên tiếp. Toàn bộ hội trường phảng phất như nổ tung, chư vị nhìn không sai, đó chính là một viên đạo đan, xưng danh là vua của đan dược. Ôn hoa nói đến đây, trong giọng nói cũng có vẻ kích động. Bản thân lão là một địa cấp đan sự, nên đối với lão, đạo đan là truy cầu và mơ ước. Đối với người bình thường thì không thể nào hiểu được, mong rằng trong lòng chư vị đối với giá trị của đạo đan đều biết rõ. Ta cũng không cần nói thêm gì nữa, đây là một đạo đan nhất phẩm hỏa thuộc tính. Trong chư vị, nếu có người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính thì bằng vào đan lực của đạo đan này, nói không chừng có thể một bước nắm giữ được hỏa pháp tắc. Đan dược này có giá 2.000 khối linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối trong giọng nói ôn hoa tràn đầy ý mê hoặc, rồi linh hoạt, gọn gàng báo ra mức giá khởi điểm. chương 153, tìm hiểu lôi châu, Hàn Lập nghe ôn hoa nói ra 2.000 cực phẩm linh thạch, nhịn không được liền nhếch miệng, cười khổ trong lòng. Giá khởi điểm đã cao như thế, đạo đan này đúng thật là đắt kinh người. Nếu lấy ra tài hiện giờ của hắn để mua thì có thể nói là hy vọng xa vời. Sau khi ôn hoa tuyên bố bắt đầu đấu giá, đa số mọi người trong đại sảnh cũng nhao nhao im hơi lặng tiếng, theo dõi xem rốt cuộc là đạo đan này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Hai nghìn cực phẩm linh thạch, sau một lúc yên lặng, rốt cuộc cũng đã có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc Âm thanh nghe như là một lão giả, được phát ra từ một xương phòng ở tầng 3, góc đông nam. Hơn nữa, hôm nay nơi đây tụ tập toàn bộ các đại thế lực có tiếng ở hắc phong hải vực, gia tài trên người phong phú. Đối với đạo đan vẫn có khối người cảm thấy hứng thú, lập tức liền có những tiếng báo giá bắt đầu vang lên. 2.500, những người báo giá đều đến từ các xương phòng trên tầng 3, không có chút ngoại lệ. Sau mười mấy nhịp thở, đã trải qua 7-8 lần báo giá, khiến cho giá của nhất phẩm đạo đan này dễ dàng đẩy lên tới 3.000 cực phẩm linh thạch. 4.000, bỗng nhiên có một âm thanh nữ tử nhẹ nhàng vang lên, cũng là từ một xương phòng nào đó trên tầng 3 truyền ra, khiến cho mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, thoáng cái làm cho tất cả âm thanh trở nên im bặt. Toàn bộ hội trường đấu giá lại một lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hàn lập khẽ nhếch lông mày, trong lòng hắn có chút ấn tượng với âm thanh này, giống như âm thanh của tu sĩ đã đoạt lấy phượng huyết viêm ngọc tinh. 4200, một âm thanh khác vang lên, cũng là từ tầng 3 truyền đến. Vừa dứt lời, giọng nữ nhẹ nhàng bình thản báo ra một cái giá làm cho người ta khó tin được. 5000, có âm thanh trần trừ, một lúc sau, không có ai báo ra giá cao hơn. Toàn bộ hội trường sôi trào, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía xương phòng đó, giống như đang muốn xem thử người ra giá như vậy rốt cuộc là ai. 5.000 cực phẩm linh thạch, lần thứ nhất, 5.000 cực phẩm linh thạch, lần thứ hai, các vị nếu như còn động tâm, cần phải nắm bắt cơ hội. Bỏ qua lần này, chỉ sợ phải đợi hơn nghìn năm cũng chưa chắc sẽ có cơ hội này. Thành giao, chúc mừng đạo hiếu, âm thanh dứt khoát của ôn hoa vang lên, cuối cùng, đạo đan kia cũng bị tu sĩ thần bí mua được. Điều này cũng có nghĩa là đại đấu giá hội diễn ra trăm năm một lần tại Hắc Phong Hải vực rốt cuộc cũng đã kết thúc. Ôn Hoa tiếp tục nói một tràng từ ngữ khách sáo, sau đó cũng tuyên bố đại đấu giá hội chấm dứt. Hàn Lập di chuyển theo đám người đang hỗn loạn, chậm rãi đi ra bên ngoài điện. Mọi người xung quanh vẫn còn đang xôn xao bàn tán về đấu giá hội. Bọn họ được xem tận mắt, thấy tận tai, đối với các loại đồ vật mới được nghe đến lần đầu thì càng nói bàn tán say sưa không thôi. Đặc biệt nhất là nhất phẩm đạo đan trong truyền thuyết cuối cùng cũng trở thành đề tài được đa số mọi người bàn tán. Hàn Lập nghe tiếng xì xào bàn luận cùng với nét mặt hưng phấn của mọi người xung quanh, nội tâm của hắn càng thêm hiểu rõ sự chân quý hiếm thấy của đạo đan. Trở lại động phủ, Hàn Lập đánh ra tất cả các cấm chế. Sau đó liền đi vào mật thất, trong mật thất, hắn một tay đảo một cái, đem ba viên trọng thủy lôi châu lấy ra, dùng hai ngón tay vê lên một viên, đặt ở trước mắt cẩn thận đánh giá. Một quả viên châu màu đen này nhìn như bình thường không có gì lạ, lớn bất quá cũng giống như long nhãn, mặt ngoài thủy chung quanh quẩn lấy từng sợi xương mù màu đen tụ mà không tán, nhưng lại có một chút khí tức đặc thù, làm cho người nhìn không ra nông sâu. Bất quá Hàn Lập tin tưởng, trên đấu giá hội mọi người tranh nhau, trọng thủy lôi châu nho nhỏ này ẩn chứa uy lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, hắn sở dĩ không tiếc hao phí một cái giá lớn như thế để lấy vật này, chỗ coi trọng cũng không hoàn toàn tại điểm này, mà là muốn từ trong đó tìm tòi ra phương pháp trọng thủy. Dù sao hắn hôm nay tuy rằng có thể thúc giục trọng thủy, nhưng nếu như không tìm được phương pháp, uy năng sợ là còn không bằng một kiện linh bảo phổ thông. Hàn lập đem viên châu đặt ngang lòng bàn tay, 10 ngón khép lại, cẩn thận vuốt ve phía trên đường vân, cảm thụ tính chất hoa văn kia. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi buông tay ra, trên mặt hiện ra một vẻ kỳ dị. Trọng thủy lôi châu này từ chất liệu nhìn lại, cùng địa trích hóa thân luyện chế ra trọng thủy cũng không khác nhau, mà ngón tay chạm đến chỗ kia, lại còn có thể phát hiện một ít khe rãnh hết sức nhỏ xen kẻ lẫn nhau cấu tạo thành từng đạo đồ văn kỳ dị dùng kiến thức rộng rãi của hắn cũng nhìn không ra nửa điểm đầu mối hàn lập trầm ngâm một lát hai mắt khép hờ chỗ nghi tâm một đám tinh ti bỗng nhiên thò ra vươn vào bên trong màu đen sương mù tiếp theo thăm dò vào trong viên châu chỉ thấy bên trong viên châu phảng phất tự thành một phiến thiên địa bên trong mới nhìn một mảnh đen kịt cẩn thận quan sát một lúc lại có thể chứng kiến từng điểm màu đen tinh quang thỉnh thoảng còn có từng sợi tím xanh hai màu điện mang không ngừng chấp động. Cùng lúc đó, hắn còn có thể cảm nhận được bên trong quanh quẩn lấy một tia pháp tắc chi lực. Cái này ba loại lực lượng nhu hòa cùng một chỗ, hẳn là thập phần hài hòa vững chắc, liên hệ lẫn nhau, ẩn mà không phát, phảng phất một đầu tích góp lấy toàn bộ lực lượng như mãnh hổ, chỉ đợi cúi thú mở ra, liền bỗng nhiên bộc phát, đại khai sát giới. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, rút cuộc lông mi hàn lập khẽ run lên mở ra hai mắt. Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng, tiếp theo đem ba miếng trọng thủy lôi châu thu hồi, bỗng nhiên tiến ra động phủ, hóa thành một đạo hồng quang hướng một chỗ thẳng lướt mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Khoảng cách mấy vạn dặm bên ngoài hắc phong đảo không một bóng người, cuồng phong thổi cuốn, sóng vỗ ngập trời. Một đạo lưu quang màu xanh lóe lên, lơ lửng trên bầu trời, hiện ra thân ảnh hàn lập. Thần thức hắn bỗng nhiên mở rộng ra, trong khoảnh khắc liền đem phạm vi trong vòng vạn dặm ở trong hải vực tất cả đều bao phủ vào trong, tra xét rõ ràng kiểm tra chung quanh không có gì dị thường, tạm thời không tu sĩ nào khác, bàn tay hắn đảo một cái, một lần nữa lấy ra một quả trọng thủy lôi châu. Trong lòng bàn tay thanh quang sáng ngời, một đám tiên linh lực liền rót vào bên trong viên châu. Chỉ thấy mặt ngoài viên châu thanh quang sáng ngời, chữ khắc vào đồ vật ở trên giày đặc linh văn cũng thoáng lóe lên, rồi lập tức ảm đạm xuống. Bàn tay hàn lập lập tức ném về phía trước, viên châu màu đen liền bắn nhanh mà ra, không mang theo bất luận khí tức chấn động gì, lóe lên liền vang ra mấy ngàn trượng phía xa. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trọng thủy lôi châu bỗng nhiên bạo liệt ra, một đoàn kiêu dương màu đen to như núi cao đột nhiên xuất hiện, mấy trăm đầu lôi điện tím xanh dài hơn trăm trượng hiển hiện mà ra, phát ra từng trận thanh âm đồm đột, như là từng đạo roi điện từ thiên thần vung vẩy, tùy ý quất lấy bốn phương tám hướng, trong đó để lộ ra một cỗ pháp tắc chi lực làm lòng người kinh hãi. Mỗi một đạo lôi điện quật qua, hư không đều một hồi kịch liệt vù vù, điên cuồng vặn vẹo rung rung, tựa hồ cũng bị vỡ ra. Màu đen kiêu dương làm hải vực phía dưới xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bên trong hải ngư thủy thú trực tiếp đều biến thành bột mịn. Sau một khắc, màu đen kiêu dương lần nữa bạo liệt ra, hóa thành từng mảnh hào quang màu đen, hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển mà đi. Quanh thân Hàn Lập sớm chuẩn bị một tầng chân cực chi mô bao trùm, trong đôi mắt lam quang lập lòe, cẩn thận quan sát từng chi tiết lôi châu bạo liệt. Màu đen hào quang trong nháy mắt lan đến gần trước người hắn, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại hướng đằng sau bắn ngược mà chạy bất quá đã không còn kịp khoảng cách bay ra không xa liền bị màu đen hào quang đuổi kịp suy 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 vô số âm thanh như mưa rơi trên sông tiêu bỗng nhiên vang lên bên trong hào quang màu đen thình lình có vô số cây châm đen nhỏ yếu như lông mau đâm thẳng vào bên trên chân cực chi mô đang bao phủ lấy thân hắn hào quang của chân cực chi mô hiện lên sau một hồi mới ổn định lại bên ngoài hiện ra vô số điểm trắng hàn lập nhẹ nhàng thở ra may mắn là chân cực chi mô vô cùng kiên cố không có nứt vỡ gì nếu không thì giờ phút này hắn đã bị ngàn vạn châm đen xuyên thủng những cái châm đen kia đều do trọng thủy ngưng tụ ra lực xuyên thủng kinh người mặc dù là thân thể của hắn nếu như không có thêm bất kỳ cái gì phòng hộ thì chỉ sợ cũng không thể chống cự được hải vực phía dưới kịch liệt cuồn cuộn lõm xuống tạo thành một cái hố sâu to lớn gần nghìn trượng hàn lập khuếch tán thần thức nội tâm một lần nữa cảm thấy kinh sợ lấy vị trí trọng thủy lôi châu phát nổ làm trung tâm thì trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị những châm đen trọng thủy xuyên thủng. Tất cả hải thú trong khu vực đều chết sạch, chỉ mới là chút ảnh hưởng thôi mà đã có uy ực như vậy, nếu là bị mặt trời màu đen ảnh hưởng trực tiếp thì cho dù là hắn thì chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Suốt cuộc Hàn Lập cũng đã hiểu rõ tại sao khi mà vật ấy mới vừa xuất hiện tại đấu giá hội, liền khiến cho nhiều người điên cuồng tranh đoạt rồi. Qua mấy lần hô hấp, phong ba sinh ra từ vụ nổ mới dần dần tiêu tán. Sau khi cảm nhận được khí thức của pháp tác lực hoàn toàn biến mất, thân hình Hàn Lập mới lóe lên, bay trở lại vị trí trọng thủy lôi châu nổ tung. Trong không khí ngập tràn mùi than bị đốt cháy, kéo dài không tiêu tán. Cái hố sâu ở hải vực phía dưới đã bị nước biển tràn vào lấp đầy, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra ảnh hưởng của nó, tạo thành một dòng xoáy mãnh liệt trên mặt biển. Một viên trọng thủy lôi châu trị giá mấy trăm cực phẩm linh thạch đã được sử dụng xong. Nếu những người tham gia đấu giá hội mà thấy được cảnh này, chắc chắn sợ hãi đến há hốc mồm. Nhưng mà Hàn Lập lúc này không có tỏ ra đau lòng một chút nào, hắn khẽ gật đầu, im lặng trầm mặc. Một lúc sau, hình như hắn ngộ ra được gì đó, thì thào lẩm bẩm. Cái này giống như là dùng pháp tác lực, sau đó cưỡng ép lôi điện lực phong ấn vào bên trong trọng thủy. Tiếp theo, lấy tiên linh lực thúc dục, sau đó đột nhiên ném ra, nhưng mà giống như là còn một vài chỗ nghĩ không thông suốt, lời nói của hắn ngừng lại, rơi vào trầm tư. Xem qua toàn bộ quá trình phát nổ của trọng thủy lôi châu thì nếu như chỉ đơn giản là phóng thích lôi điện cùng với pháp tác lực tồn chữ bên trong trọng thủy, thì uy lực tuyệt đối không có khả năng lớn đến như vậy. Hắn nhắm mắt lại, mang những hình ảnh ghi nhớ trong đầu cẩn thận nhớ lại từng chút một, đột nhiên linh quang lóe lên, đối với các điểm mấu chốt bên trong đã suy nghĩ rõ ràng được một chút. Lúc trọng thủy lôi châu nổ tung, cấm chế ẩn chứa linh văn phía trên bị kích hoạt, làm cho lôi điện đánh tan trọng thủy làm cho pháp tác lực ẩn chứa bên trong những hạt bụi trọng thủy không ngừng khuếch tán trong một khu vực. Chỉ cần rơi vào bên trong khu vực này sẽ phá hủy thế cân bằng kỳ lạ này, lập tức bị trọng thủy, lôi điện cùng với pháp tác lực đồng thời công kích, thân thể bị áp chế không cách nào đào thoát. đến cả chân tiên bình thường cũng không cách nào chống cự được lực trùng kích liên tục này. Hàn lập vì rằng đã mơ hồ hiểu rõ đại khái nguyên lý hoạt động, nhưng hắn vẫn không khỏi cười khổ một cái. Lúc trước vì không muốn pháp lực bản thân bị tín niệm lực làm cho ô nhiễm nên hắn chưa từng tiếp nhận pháp tác lực trong cơ thể hóa thân địa trích. Hiện tại, nếu muốn dùng cách này luyện chế trọng thủy lôi châu, dĩ nhiên là không có cách nào làm được. Nhưng mà, hắn cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch nào. Thông qua lần quan sát này, hắn đối với cách sử dụng trọng thủy cũng đã có không ít cảm ngộ mới. Sau khi suy nghĩ một chút, thân hình hàn lập một lần nữa lại biến mất giữa không chung. Bay được mấy trăm dặm, trước mắt hắn là một hòn đảo san hô nhỏ khoảng vài dặm, hắn đáp xuống đó. Bàn tay hắn đảo một cái, một vật có chứ trọng thủy chân thủy đại liền xuất hiện trong tay. Ba năm nay, một bên hắn dùng linh dịch bên trong bình nhỏ để thúc hủy úc đàn hồn hoa, một bên thì luyện chế tinh viên để trợ giúp hóa thân địa trích cô động trọng thủy. Cho đến bây giờ, tích góp từng chút một cũng được tương đương phân nửa dòng suối nhỏ trọng thủy rồi. chương 154, Trúc Long Đạo, Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi vung tay lên, một chùm trọng thủy kích cỡ như dưa hấu được phun ra từ miệng của chân thủy đại, sau đó hắn dùng tiên linh lực bao lại làm cho nó lơ lửng giữa không trung trọng thủy màu đen chuyển động không ngừng nhìn nó không có gì đặc biệt nhưng sức nặng lại có thể so với một ngon sơn phong cao mấy trăm trượng hai mắt hắn nhắm lại mang ý nghĩ trong đầu cẩn thận cân nhắc thêm một lần nữa sau đó mở mắt ra hắn nắm hở bàn tay đánh ra một chảo vào hư không một luồng lôi điện màu bạc tuôn ra từ trong lòng bàn tay hóa thành một mảng lưới điện màu bạc lượn lờ xung quanh bàn tay hắn đẩy hai tay về phía trước lưới điện màu bạc giống như vật sống lao đến phía trên trùm trọng thủy và lan ra xung quanh. Từng sợi lưới điện nhẹ nhẹ quấn quanh đoàn trọng thủy, khiến nó đột nhiên bị kích thích một cách mãnh liệt, kịch liệt vùng vẫy. Hàn lập vội và ngưng tụ tiên linh lực, dung nhập vào bên trong trọng thủy. Theo sự dung nhập một số lượng lớn tiên linh lực, trùm trọng thủy mới dần dần ổn định lại, nhưng mà chấn động bên ngoài vẫn không ngừng bị ảnh hưởng. Hàn lập thấy vậy, tay kia không ngừng đánh xuống, mang một tia lôi điện lực rót vào bên trong trọng thủy một tia điện mang như con dao găm vô cùng sắc bén đâm vào trọng thủy, khiến cho mặt ngoài của nó hiện ra vô số khe hở thật nhỏ, theo đó mà thẩm thấu từng chút một vào bên trong. Dựa theo số lượng lớn đại mang đang thẩm thấu vào thì trùng trọng thủy bắt đầu chậm rãi co rút lại, hình dáng càng ngày càng nhỏ. Thấy tình hình diễn ra như vậy, trong lòng Hàn Lập không khỏi vui mừng. Nhưng mà, ngay lúc hắn vừa mới lơ đỉnh, chợt nghe một tiếng bành vang lên. Trùng trọng thủy cùng với lôi điện đồng thời nổ tung, một luồng khí lưu mãnh liệt áo tới, Khiến cho cả người hắn bị chấn bay ngược ra ngoài, ngã ùm xuống biển. Một lát sau, hắn lồng cồm bò lên lại đảo san hô, tận mắt thấy được gần phân nửa hòn đảo nhỏ đã bị nổ tung chìm xuống đáy biển. Thần sắc Hàn Lập có chút cười khổ, sau khi chỉnh sửa lại quần áo trên người, hắn lại lấy ra chân thủy đại, sau đó lại chiết ra một chùm trọng thủy. Một tiếng xoẹt vang lên, một đám lôi điện màu bạc lần nữa xuất hiện. Không lâu sau, một tiếng ầm ầm trầm muộn vang lên, điện quang nổi lên khắp nơi xung quanh đảo nhỏ. Lần này, Hàn Lập đã có sự phòng bị từ trước nên hắn không bị thổi bay ra ngoài. Nhưng mà, lông mày của hắn lúc này đang bắt đầu nhíu lại. Bàn tay của hắn vẫy nhẹ một cái, từng sợi tơ mỏng tiên linh lực như hạt bụi uốn lượn xuất hiện, góp nhặt từng chút một từng hạt nhỏ trọng thủy giải rác trong không khí lại với nhau. Hắn không muốn lãng phí một chút trọng thủy nào cả, vì nó vốn không phải thứ có thể dễ dàng ngưng tụ ra được. Ba ngày ba đêm trôi qua nhanh chóng, sáng sớm ngày hôm nay, thân hình Hàn Lập đột nhiên bay khỏi hòn đảo, lơ lửng giữa không trung. Quần áo bay phất phới, trên mặt của hắn lộ ra chút mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn còn rất tinh anh. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, bao trùm quanh thân hắn tạo thành một vầng hào quang. Hắn đang nắm một quả cầu đen xì trong lòng bàn tay. Quả cầu lớn chừng nắm tay, bề mặt bên ngoài có vô số ám văn màu trắng bạc, thoạt nhìn cực kỳ giống với đường vân của lôi điện. Đây chính là trọng thủy lôi cầu được chế tạo dựa trên trọng thủy lôi châu. Hắn tốn không biết bao nhiêu lần thất bại, lại trải qua liên tục mấy ngày liền mới có thể chế ra được vẻ ngoài của lôi cầu có sự khác biệt rõ ràng với lôi châu đường kính to hơn lôi châu khá nhiều bên ngoài cũng không có hắc vụ lượn lờ chỉ có những đường vân màu bạc dễ làm cho người khác chú ý do vậy nó được hàn lập gọi là trọng thủy lôi văn trong lòng hắn biết rõ bởi vì không có pháp tác lực tham gia cô động nên khiến cho trọng thủy ngưng tụ ra không được tinh thuần làm cho lôi cầu có đường kính to hơn lôi điện phong ấn bên trong cũng không đủ dày đặc nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Để tìm được tỷ lệ điều phối trọng thủy cùng với lôi điện, hắn cũng đã ăn không ít đau khổ. Nguyên nhân là do trọng thủy vốn rất khó điều khiển, nếu phong ấn lực lượng lôi điện vào quá ít thì sẽ dẫn đến uy lực không đủ. Còn nếu phong ấn vào bên trong lực lượng lôi điện quá nhiều thì sẽ dẫn đến tình trạng không ổn định, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đến hôm nay, sau bao nhiêu khó khăn vất vả mới có thể luyện chế ra được một viên khiến cho hắn hài lòng tương đối, dĩ nhiên liền muốn thử xem uy lực của nó như thế nào mới được. Hàn lập thúc giục một luồng tiên linh lực dung nhập vào bên trong quả cầu, sau đó vung tay lên ném quả cầu ra ngoài. Trọng thủy lôi văn bay theo một quỹ đạo vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, rơi xuống biển. Sau khi bay được một khoảng tầm 4, 500 trượng, đột nhiên ngân văn bên ngoài lôi văn sáng lên, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Ngay lập tức, một vòng hồ quang điện màu bạc vô cùng cuồng bạo lập tức khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bao phủ một phạm vi hơn trăm trượng. Hàn Lập sớm đã lùi lại hơn ngàn trượng, ánh mắt của hắn vẫn gắt gao theo dõi diễn biến nơi này. Cũng cực kỳ giống với tình cảnh trọng thủy lôi châu bạo phát nổ tung, hải vực giống như xuất hiện một vầng mặt trời màu đen lớn gần trăm trượng, ở chính giữa là ngân quang lóng lánh, lôi điện nổ vang. Nhưng mà, lôi văn lần này có chút khác biệt chính là ở bên trong vầng mặt trời, không có một lực lượng pháp tác chấn động khủng bố nào khiến cho hắn cảm thấy tim mình đập nhanh cả. Vầng mặt trời nổ tung khiến cho sóng biển nứt vỡ, nước biển bốc hơi giống như đang bị trọng lực áp bức hãm xuống dưới tạo thành một cái hố to nước biển xung quanh tạo thành một cái xoáy nước cao vài chục trường sóng lớn ngập trời mãnh liệt quét qua bốn phương tám hướng một lúc sau trên mặt biển tuy vẫn còn sóng to gió lớn ngập trời nhưng mà đã không còn bộ dạng cuồng bạo đáng sợ như trước kia hàn lập bay lại vị trí lôi văn nổ tung hắn cẩn thận cảm nhận được không khí xung quanh có xảy ra một chút biến hóa hắn xòe mười ngón tay từng tia tiên linh lực nhỏ như sợi tóc đang tuôn ra không khí có chút chấn động một chút bụi màu đen mà mắt thường khó có thể phân biệt được đang được những sợi tiên linh lực dẫn dắt bay về hội tụ lại trong lòng bàn tay của hàn lập qua một lúc lâu sau mới ngưng kết ra được hai luồng chất lỏng màu đen lớn chừng quả đấm đó chính là trọng thủy ẩn chứa bên trong lôi văn không có pháp tác lực tham gia quả nhiên vẫn còn chưa được uy lực còn chưa được một phần người so với trọng thủy lôi châu hàn lập khẽ thở dài thì thào lẩm bẩm Ngoài miệng thì nói thế thôi, nhưng trong lòng thì vẫn tương đối hài lòng với hiệu quả của trọng thủy lôi văn. Dù sao thì lôi văn vẫn còn bảo lưu lại hiệu quả che giấu không nổ, nhưng khi nổ lại khiến người khác kinh sợ của trọng thủy lôi châu. Lúc ném nó ra thì không có thu hút ai cả, nhưng chỉ khi phát nổ mới thể hiện lực phá hoại kinh người. Ngoài ra, sau khi lôi văn nổ tung tạo thành những hạt bụi trọng thủy, hắn có thể thu về được, cho nên có thể nói là cũng không có hao tổn gì lớn cả. Mấu chốt nhất chính là nó có thể tái sử dụng được nhiều lần chứ không phải như trọng thủy lôi châu. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể không ngừng luyện chế ra lôi văn. Nếu là trong một lần có thể ném ra ngoài mấy chục, thậm chí mấy trăm miếng lôi văn, uy lực chắc chắn rất khủng bố. Đột nhiên, lông mày hắn khẽ nhíu lại, bàn tay đảo một cái, lấy ra một cái mặt nạ màu xanh đeo lên mặt. Sau một khắc, một mảnh hào quang mơ hồ màu xanh xuất hiện trước mắt, một thanh quang trận bàn to lớn xuất hiện trước người hắn. Một hồi chấn động từ bên trong thanh quang phát ra hư ảnh một người mang mặt nạ kền kền màu xanh, mặc trường bào khá rộng hiện ra, lơ lửng trước người Hàn Lập. Đạo hữu đưa tin cho Tại Hạ, báo là có một chút thông tin liên quan đến nhiệm vụ mà Tại Hạ tuyên bố. Hàn Lập trực tiếp hỏi, đúng vậy, Tại Hạ có một chút tin tức, hư ảnh mở miệng nói, âm thanh có chút lảnh lót, nghe không ra là nam hay nữ. Chỉ là một chút tin tức, lông mày Hàn Lập nhân lại, đạo hữu nói đùa, vật đạo hữu yêu cầu, không kể là đan phương đạo đan hay là công pháp có liên quan đến pháp tắc thời gian, căn bản là không thể tìm được. Mỗi ngày, trong mình có vô số người tìm kiếm hai vật này rất nhiều, nhưng lại không có bao nhiêu người có thể có được. Hư ảnh khẽ cười rồi nói, lúc ta tuyên bố nhiệm vụ cũng như thù lao trong mình có yêu cầu là tin tức phải rõ ràng. Nếu chỉ là một chút tin tức vụn vặt không liên quan thì tốt nhất nên dẹp đi. Hàn Lập nói như thế, đạo hữu nếu không ngại có thể nghe thử tin tức của tại hạ trước, sau đó mới quyết định xem những tin này có đáng giá với thù lao của đạo hữu hay không. Hư ảnh cười hắc hắc, chậm rãi nói ra, Hàn Lập im lặng, nhẹ gật đầu, không biết đạo hữu có từng nghe nói qua Thương Lưu Cung, chúc lòng đạo cùng Phục Lăng Tông. Hư ảnh hỏi, Thương Lưu Cung là đại tông tu tiên tiếng tăm lừng lẫy tại Bắc Hàn Tiên Vực. Tại hạ đã từng nghe sơ qua, nhưng còn hai cái tên kia, tại hạ chưa từng nghe qua bao giờ Hàn Lập chậm rãi nói ra. Thế lực ba nhà này đều nằm ở bên trong Bắc Hàn Tiên Vực. Sở dĩ tại hạ nói như thế, bởi vì đạo hữu cảm thấy hứng thú với công pháp pháp tắc thời gian, trong ba nhà này đều có truyền thừa hư ảnh nói xin lắng tai nghe nội tâm hàn lập hơi động một chút nhưng thần sắc không thay đổi chút nào ba nhà này hiện tại thì thương lưu cung là thế lực lớn nhất phục lăng tông là bí ẩn nhất trúc long đạo là truyền thừa lâu nhất nhưng mà đối với pháp tắc thời gian một trong tam đại trí tôn pháp tắc thì ba nhà này đều có thời gian nghiên cứu dài đến mấy trăm vạn năm theo ta được biết bí điển trấn tông huyền thần bảo điển của phục lăng tông nếu tu càng cao thì sẽ có cơ hội tìm hiểu pháp tắc thời gian còn công pháp truyền thừa thủy diễn tứ thời quyết của Thương Lưu Cung cũng có chút quan hệ với pháp tắc thời gian. Với Trúc Long Đạo thì cũng có một loại công pháp tương tự như vậy, nhưng tên của nó thì ta cũng không rõ lắm. Hư ảnh mỉm cười, tiếp tục nói, Đạo hữu có biết yêu, khuyết của những công pháp này như thế nào không? Hàn Lập như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, lại hỏi. Cái này đều thuộc về bí mật của các phái, tại hạ không thể biết được. Hư ảnh đáp, không biết vị trí của ba đại tông môn này ở đâu. Chắc cái này đạo hữu phải biết chứ." Hàn Lập nhướng mày, "Cái này thì ta biết, Thương Lưu cung ở điểm Thương Sơn mạch trên Thượng A đại lục, phía Nam Tiên vực. Phục Lăng tông thì ở Tiểu Thiên U cảnh, phía Bắc Tiên vực. Còn về Trúc Long đạo thì ở Trung Minh Sơn mạch trên Cổ Vân đại lục, phía Đông Tiên vực. Đạo hữu có biết cách nào mới có thể gia nhập Trúc Long đạo?" Hàn Lập nghe vậy, trầm mặc một chút rồi hỏi, "Những năm nay hắn ở Hắc Phong đảo cũng hiểu rõ một chút tình huống nơi này." Hắc Phong Hải vực nằm lệch về phía tây nam của Bắc Hàn Tiên vực, nếu tính ra thì khoảng cách đến Trúc Long Đạo và Thương Lưu Cung cũng tương đối khá gần. Mục đích hàng đầu của chuyến đi này là để tìm lại Thanh Trúc Phong Vân Kiếm và giải đạo nhân. Theo như bản mệnh bát linh hang chỉ ra thì vị trí của bọn họ vừa vặn ngay tại phía đông. Nếu như vậy, thì Trúc Long Đạo dĩ nhiên là nhất cử lưỡng tiện rồi. Hư ảnh kia nghe hỏi, không có trực tiếp trả lời, mà chỉ chậm rãi hỏi lại. Đạo hữu hiện tại cảm thấy như thế nào? tin tức tại hạ cung cấp có đáng giá chút nào với thủ lao của đạo hiếu. Nếu chỉ là một chút tin tức như vậy, ta chỉ cần tốn chút thời gian cũng có thể đi tìm hiểu được. Nếu đạo hữu không có thêm bất kỳ tin tức hữu dụng nào khác, thì đừng có làm mất thời gian của nhau nữa. Hàn lập lạnh lùng nói ra, ha ha, đạo hữu đừng có coi thường tin tức mà tại ha cung cấp. Nếu không tin người có thể đi đến Trúc Long Đạo, nhưng tối đa thì người cũng chỉ có thể trở thành một vị khách khanh ngoại môn. Nếu muốn tìm đọc bí tịch nội môn, cũng đừng si tâm vọng tưởng. Hư Ảnh cũng không tức giận, lạnh nhạt trả lời: "Chương 155, rời khỏi, đạo hữu xin hãy chỉ giáo." Hàn Lập nghe vậy, bình tĩnh hỏi: "Theo ta được biết, trúc long đạo đối với các loại công pháp điển tích quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ cho nội môn đệ tử cùng với trưởng lão xem, nhưng cần phải được nội môn trưởng lão trong tông dẫn đến mới được. Nếu không thì cho dù tu vi có là chân tiên cảnh đi nữa thì cũng chỉ có thể trở thành ngoại môn khách khanh." Sau khi đau khổ chịu đựng thời gian khảo nghiệm cực kỳ dài, mới có một cơ hội có thể tiến vào nội môn. Hư Ảnh nói như thế, nói như thế, Đạo Hữu có thể tìm được người dẫn tại hạ vào. Hàn Lập nhướng mày, thật không dám giấu giếm, tại hạ không có khả năng làm được chuyện này. Nhưng mà, trùng hợp ta lại biết được một biện pháp có thể giúp Đạo Hữu đạt được tín vật của một vị nội môn trưởng lão trúc long đạo. Chỉ cần có vật ấy, Đạo Hữu có thể dễ dàng trở thành nội môn trúc long đạo rồi. Hư Ảnh lắc đầu, nói thêm, Đạo Hữu đã biết rõ thì xin hãy nói thẳng đi tin tức này đủ để ta trả tiền thù lao rồi. Hàn Lập nhoẻn miệng cười, nói ra, lúc trước tại hạ từng nhận một nhiệm vụ trong minh, nhiệm vụ đó yêu cầu là phải trợ giúp gia tộc hậu bối của một vị nội môn trưởng lão Trúc Long Đạo giải quyết một vấn đề khá khó khăn. Thù lao của nhiệm vụ chính là nội môn tín vật của Trúc Long Đảo mà vị trưởng lão này lưu lại tại gia tộc. Hiện tại, ta có thể đem nhiệm vụ này chuyển giao qua cho ngươi. Hư ảnh nhìn qua Hàn Lập nói ra, thù lao của nhiệm vụ này không phải là thấp chỉ sợ độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ không nhỏ. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, nói thật, trong nhiệm vụ cũng không muốn tiết lộ ra sự tình cụ thể, chỉ nói là cần phải có tu vi chân tiên cảnh mới có khả năng hoàn thành được. Còn về chi tiết cụ thể thì chắc phải đi đến cái gia tộc kia, tìm được hậu nhân của vị trưởng lão kia thì mới có thể biết được rồi. Hư ảnh không có nói ra một cách cụ thể, nhưng vẫn cố ý để lộ ra một chút tin tức mà gã biết được. Nhiệm vụ này có giới hạn thời gian hay không? Hàn Lập suy nghĩ, hỏi lại, không có, người tiếp nhận nhiệm vụ này được cung cấp cho một miếng ngọc giản. Chỉ cần ngọc giản không bị nghiền nát, thì nhiệm vụ này vẫn còn hiệu lực. Hư ảnh lắc đầu nói ra, được rồi, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Đạo hữu vui lòng đem ngọc giản và mấy thứ nhận được chuyển giao qua cho ta. Hàn lập nghe vậy, suy nghĩ đánh giá một chút về thù lao của tin tức này, rồi mới đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Dứt lời, hắn giờ bàn tay lên, một túi chữ vật màu xanh nước biển lăng không bay lên, rơi vào bên trong thanh quang trận bàn. Cùng lúc đó, một miếng ngọc giản màu trắng cũng chậm rãi bay ra từ bên trong trận bàn. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, Hàn Lập cầm lên có chút hơi nặng, liền thả ra thần thức dung nhập vào bên trong. Nhiệm vụ ghi lại bên trong ngọc giản hoàn toàn chính xác với những lời tóm tắt của gã kia, ngoài ra còn có bổ sung thêm một tấm bản đồ. Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, đây là một phần địa đồ của cổ vân đại lục. Nhưng mà, sau khi xem xét cẩn thận, hắn liền phát hiện địa đồ này có chút giản lược, chỉ có khu vực phụ cận Trung Minh Sơn trên cổ vân đại lục được vẽ chi tiết, các khu vực còn lại đều trống rỗng. Đây là một phần của địa đồ, các hạ chỉ cần đến phụ cận Trung Minh Sơn trên cổ vân đại lục, sau đó đi theo con đường ngắn nhất ở giữa là sẽ đến nơi. Hư ảnh kiểm tra túi chữ vật Hàn Lập đưa qua, nhắc nhở. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu Hàn Lập gật nói, hư ảnh kia chắp tay với Hàn Lập một cái, thân ảnh trở nên mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa trận bàn đang lơ lửng trên mặt biển cũng nhoáng lên một cái thanh quang nhạt dần rồi tiêu tán mất hàn lập thu hồi lại mặt nạ thân hình dần trở nên mơ hồ hóa thành một luồng trường hồng bay về hắc phong đảo mấy ngày sau không khí náo nhiệt của đại đấu giá hội trăm năm diễn ra một lần vẫn còn tiếp tục toàn bộ hắc phong đảo trở nên cực kỳ nào nhiệt không ít cửa hàng tranh thủ cơ hội lần này mà ra sức liều mạng mời chào khách hàng thu hút tu sĩ trên đảo cùng tu sĩ vãng lai trên đường ngựa xe đi lại như nước biển người đi lại giống như thủy triều, giữa không trung cũng có rất nhiều thân ảnh lăng không bay tới bay lui. Dòng người di chuyển đến những kiến trúc trên mặt đất cũng như các kiến trúc lơ lửng trên trời rất đông đúc, nhộn nhịp. Trên con đường lớn đi đến trung tâm tòa thanh, một gã thanh niên nam tử hình dáng bình thường mặc áo bảo xanh đang chậm rãi di chuyển, bên cạnh hắn là một thiếu niên làn da ngăm đen nhìn cũng khá bình thường. Chính là hai người Hàn Lập và Mộ Tuyết, Liễu Tiền Bối, trước đây ta vẫn cảm thấy ngài không phải là người bình thường thật không nghĩ tới ngài có thể lấy được một danh ngạch truyền tống của thiên tinh tháp. Thiếu niên ngăm đen cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười nói. Hàn lập cười cười, không có giải thích gì cả. Mộ tuyết thấy vậy cũng không tiếp tục nhiều lời. Trong lòng gã có chút kính sợ đối với vị cao nhân tiền bối tính tình không xấu này, cũng có một chút hy vọng ẩn sâu bên trong có thể trở nên giống với người đó. Người có nghĩ tới việc sau này sẽ rời khỏi hắc phong đảo, đi xem thế giới bên ngoài. Hàn lập nhìn mọi người xung quanh muôn hình muôn vẻ, đột nhiên hỏi gã đi ra ngoài hắc phong đảo đã là nơi giàu có nhất tại hắc phong hải vực rồi tán tu như ta nếu đi nơi khác sợ rằng sống tạm cũng rất khó khăn đấy mộ tuyết có chút sững sờ mang theo chút phiền muộn nói ra trời đất bao la cũng không phải chỉ có mỗi một hắc phong hải vực tư chất tu hành của ngươi không tệ chỉ là tài nguyên tu luyện có hơi kém mà thôi hàn lập cười cười nói tư chất tu hành của vãn bối sao có thể lọt được vào pháp nhãn của tiền bối chỉ hy vọng sau này gặp được khách thuê giống như tiền bối giúp vãn bối tích lũy thêm chút ít linh thạch có lẽ như vậy vãn bối mới có thể tiếp tục tu hành lên thêm được một tí mộ tuyết cười giễu mình nói ra hàn lập nhìn thiếu niên có vài phần giống mình hắn thầm nghĩ năm đó khi mình bước vào con đường tu tiên tư chất còn kém hơn gã nhiều nếu như không phải vô tình nhặt được bình nhỏ chỉ sợ là tu luyện còn không bằng với gã đấy chứ hắn mỉm cười không nói thêm gì nữa theo sự chỉ dẫn của mộ tuyết hai người đi đến thiên tinh tháp. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người đi đến cuối đại lộ, trước mắt liền xuất hiện một quảng trường làm bằng đá trắng, diện tích chừng ngàn trường. Trên quảng trường, chỉ có lơ thưa mấy người đều đang vội vàng bước đi về một tòa thạch tháp hình tròn nằm ở chính giữa quảng trường. Hàn lấp ngước đầu nhìn, tòa thạch tháp kia cao chừng hơn trăm trượng, toàn thân trắng như tuyết. Phía trên phân bố từng đạo nông sâu không giống nhau, hình dạng đường nét khác nhau, thoạt nhìn giống như là một loại trận văn đặc thù. Tiền bối, phía trước chính là thiên tinh tháp vãn bối đã đưa ngài đến nơi được yêu cầu mộ tuyết hướng về phía hàn lập cúi đầu thật sâu cung kính nói ra lúc gã ngẩng đầu lên liền phát hiện bóng người phía trước đã biến mất ánh mắt lộ ra sự buồn bã không biết tại sao đúng lúc này trong lòng của gã đột nhiên lại vang lên một giọng nói quen thuộc mộ tuyết đừng có xem thường bản thân quá mức như vậy trong túi chữ vật có linh thạch cùng với một quyển công pháp xem như là lễ vật chia tay của ta nếu ngươi siêng năng tập luyện chắc chắn sẽ có ngày tiếng tăm lừng lẫy. Mộ tuyết sững sờ một lát liền sờ vào bên hông, mới phát hiện là chỗ đó không biết từ lúc nào đã có thêm một cái túi chữ vật. Ánh mắt của gã đảo qua xung quanh tìm kiếm một lát, sau đó thấy được một thân ảnh cao lớn màu xanh đang ở gần tháp tròn. Thiếu niên nhìn thấy thân ảnh này, trong lòng nổi lên một luồng nhiệt lưu. Gã cúi đầu khom người thật lâu một lần nữa, không muốn đứng dậy. Hàn lập không quay đầu nhìn lại gã, vẫn tiếp tục bước về thiên tinh tháp toàn thân thiên tinh tháp tròn trịa mà mắt thường có thể thấy được xung quanh cũng không có bất kỳ cổng tò vò nào để ra vào hắn còn đang nghi hoặc thì một luồng linh lực chấn động kỳ dị từ bên trong truyền ra hào quang trong tay áo của hắn lóe lên lấp tức có một vật bay ra hắn liếc mắt nhìn qua thì thấy chính là miếng lệnh bài được lục quân đảo chủ cho hắn đang ung dung bay vào thân tháp lóe lên hào quang rồi biến mất không thấy bóng dáng một luồng không gian chấn động đột nhiên xuất hiện thân ảnh hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ trong nháy mắt liền xuất hiện lại bên trong tháp. Hàn lập đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bên trong tháp tròn giống như một cái ly úp ngược. Bốn phía trên tường điêu khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn trận pháp, đường vân giao với tiếp điểm bên trên còn khảm lấy từng khối cực phẩm linh thạch. Bạch ngọc được trải khắp mặt đất, khắc họa từng vòng trận văn, từ đó truyền ra từng trận chấn động không gian hơi yếu. Lúc này, bên ngoài trận văn có ba bốn người người đang tụ họp lại với nhau. Trong đó có tu sĩ nhân tộc bình thường, cũng có cả dị tộc, thần sắc của mọi người đều khác nhau, nhưng khí tức tỏa ra lại không kém nhau chút nào ánh mắt hàn lập đảo qua đám người này một chút nhìn vào một nữ tử đang mặc váy dài màu đỏ sau đó đảo mắt đi nhưng mà lại nhịn không được đành nhìn thêm một chút nữa dung mạo tuyệt sắc của nữ tử khiến cho người ta nhìn vào làm sao xuyến tim đập thình thịch bộ váy dài như một ngọn lửa hồng khéo léo kết hợp với một thân hình yểu điệu lại càng tăng thêm sức quyến rũ phát họa lên những đường cong lung linh gần như hoàn mỹ ngũ quan của nàng tuy rằng tinh xảo nhưng gương mặt lại có vẻ hơi hẹp và dài khiến cho nàng mang một vẻ đẹp lạnh lùng lãnh cảm. Gương mặt lạnh lùng cùng với thân hình nóng bỏng, quả thật tương phản rất lớn, nhưng mà không hiểu sao lại không mang đến cho người khác cảm giác khó chịu. Không ít người xung quanh đều len lén đánh giá nàng, trong mắt họ tuy có chút ít khinh nhờn nhưng lại không có người nào dám quá mức láo xược. Hàn lập nhịn không được cũng phải nhìn mấy lần, không phải trong nội tâm hắn có ý nghĩ cuồng nhiệt gì, chỉ là hắn phát hiện không cách nào có thể cảm nhận được tu vi khí tức của nàng. Cho nên trong nội tâm sinh ra thêm vài phần cảnh giác mà thôi. Đối với những người bên ngoài đang dò xét mình thì nữ tử váy đỏ làm như không thấy gì cả. Hai tay nàng khoanh trước người, đang gật đầu suy tư về một vấn đề gì đó. Nàng đột nhiên nhận ra một cái gì đó, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía Hàn Lập, thấy ánh mắt của hắn đang nhìn đi nơi khác, chợt lại im lặng rời sang chỗ khác. Đã khiến chư vị đạo hữu đợi lâu, thời gian truyền tống đã đến, chư vị cầm phù lục này trong tay, sau đó liền có thể đi vào trận. Đúng lúc này, đột nhiên có một âm thanh già nua vang lên. Hàn Lập đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một lão giả mặc áo xám đang khoanh chân nghiêng người ngồi trong trận pháp đã đứng dậy. Trong tay lão giả chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái trận bàn hình tròn. Lão giả phất tay áo lên, lập tức hơn 10 đạo lam mang bay ra. Mỗi một đạo đều bay chính xác đến một người đang ở đây. Hàn Lập phất tay xuất chiêu, nắm gọn lam mang đang bay tới trong lòng bàn tay. Lam mang thu hồi lại liền xuất hiện một phù lục có chút huyền ảo phía trên mơ hồ có hơn 10 cái phù văn màu bạc đang chấp động, chắc hẳn là ngân khoa linh văn. Những người còn lại cũng nhao nhao nắm lấy phù lục ở trong tay. Không ai nói gì, nhao nhao đi đến bên trong của trận văn vòng tròn được vẽ trên mặt đất. Hàn Lập dĩ nhiên cũng đi theo mọi người, bước chân vào trong trận. Đợi cho mọi người dừng di chuyển, lão giả một tay cầm vòng, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về bên trên trận bàn trùng trùng điệp điệp nhấn một cái, nhanh chóng ngâm tụng khẩu quyết. Chỉ nghe một tiếng ô, ô, n, gờ một tiếng vang lên. Hào quang phù văn trên bốn vách tường xung quanh tháp tròn bùng nổ, tất cả linh thạch nổ tung phát ra hào quang chói mắt, ẩn chứa bên trong là linh lực, tuôn ra liên tục giống như thủy triều. Trận văn dưới chân mọi người phát ra một mảng hào quanh chói mắt màu trắng, lóe lên một cái liền bao phủ lấy mọi người, chợt biến mất không thấy gì cả.